Có váy đỏ không Lan? Có váy đỏ mà chị. Mấy hôm nay mạng chưa được cái hôm nào nói. Váy đỏ hay là váy đó? Váy đỏ à, chị Hiền ơi, bao nhiêu cân? Đẹp lắm chị ơi, áo đẹp quá, đẹp luôn. Áo mới đẹp, cực kỳ là đẹp. Tay của nó là dạng như tay Volter. Thân của nó là thân cốt tông đẹp, hàng đẹp đấy chị ạ. Áo nâu cổ trắng á, áo nâu cổ trắng kia là mã siêu phẩm em đang bán tặng các chị, còn 190. Con này đẹp lắm. Chị Tây à, Tây Ngai, áo nâu cổ trắng là 190. Con đấy là mã siêu phẩm, em thấy lên đẹp cực kỳ luôn. Vào like cho em Lan xin nút chia sẻ nhá các chị ơi, mạng nó có kém không? Em áo này đẹp quá, chị Mơ Hạnh em chào chị nhá. Các chị chấm bài chia sẻ like của em, áo em mặc các chờ em tí, mẫu mới đẹp quá. Mã gì đấy? 4 cho lắm thế. Muốn ra báo á? Không vào được đâu em ơi. Để riêng. Lâu với cháu. Ừ. Mãi thế. Chị Thơm em chào chị. Váy đỏ thì chờ em một tí đi. Nói chung là em phải vào sớm một tí đã. Bây giờ váy bướm em chưa có tư tưởng gì để tư vấn theo ý được đâu. Chờ em một tí em xem mạng mẽo nó có ok không. Mắt em một đai 9630 rồi này. Cái gì nhỉ? À, chị hỏi con nâu này. Mã này lên đơn là siêu phẩm và để lại số điện thoại là em nhận đơn. Siêu phẩm mẫu này là hàng hơn 300 bán tặng các chị có 190.000. 67 cân đổ lại là đẹp. Nó có đủ màu đấy chị ạ. Mà áo này này chị nào vừa hỏi nâu cổ trắng, nó là len gen thời trang nhé. Chất len gen thời trang các chị ạ. Nó đẹp, nó xịn dã man luôn. Đấy, đẹp xịn, sò. Em bán tặng các chị hàng 300 còn có 190 mấy. Các chị ạ, không phải lo gì đâu. Chất đẹp, form đẹp. Con chị đang mặc là mã bao nhiêu đấy? 944 ạ. 185.000. 944 185 em này đẹp đó các chị. Cô tông xịn 185. Mẫu áo mẫu em mặc là mã áo gì nhỉ? 944 ạ. Áo 944 và để lại số điện thoại là được. Đấy. Ăn Tết xong đa 67 còn lên còn 71 giờ. Ngồi nhìn các em lên đồ đẹp chết chưa? Chết chưa? Cái gì mà 67 lên 71, em cũng lên mấy cân rồi nhưng mấy hôm nay em đang ăn kẹo giảm cân rồi. Mấy hôm nay em đang ăn kẹo giảm cân này, nhẹ nhẹ bớt đi rồi chị ạ. À, mẫu này là len gen thời trang chị này. Có màu nâu tây này, đỏ cam này. À, có cách tân có chị ạ, nhưng mà em chưa lên được. Áo 944, 60, 70, 73 cân vừa. 73 cân vừa. Nhớ là mã hàng có số điện thoại là ok. 944 kèm số điện thoại là em nhận đơn các chị. Chị Nguyễn Thanh Hằng ok em nhận đơn này. Chị Dung Nguyễn ok, chị Ngọc Nguyễn này, chị Nguyễn Hương ok em nhận đơn nhá. Mình lên chuẩn mã cho em ạ. À. Em áo này của nó là thân cốt tông. À, nó có hai màu đấy. Áo này là siêu phẩm. Mã siêu phẩm và để lại số điện thoại là em nhận đơn các chị này. Ôi em này đẹp quá. Con này có màu, màu em đang mặc là màu đen này. Đen này là nhẽ là chạy một đen thôi em ạ. Chắc hôm nào làm kẹo giảm cân của em Lan thôi. Đấy, các chị ơi đẹp lắm luôn. Áo mã 944 và mình lên số điện thoại là em nhận đơn các chị. Áo mã 944 kèm số điện thoại là em nhận đơn. 944 kẹo giảm cân em có chứ. Thề luôn là 2-3 ngày hôm nay bán live chỉ có một kẹo giảm cân. Thật sự luôn, Tết ai cũng tăng nhẹ vài cân. Em Lan là gọi là tăng 4 cân. Nhưng mà mấy hôm nay em ăn kẹo đi rồi nó không bị đói nữa rồi. Đấy, hôm nào cũng thèm ăn dã man luôn. Đấy, nhưng mà mấy hôm nay không ăn gì nữa rồi chị ạ. 944 hai màu á, xanh than á.
Em ơi đen với trắng cho chị màu trắng nè. Trắng trắng trắng, trắng đẹp lắm chị ạ. 185.000. Cho chị xem các màu của siêu phẩm rồi chờ tí em lên luôn. Con siêu phẩm thì em ơi mặc luôn bán cho các chị đi. Bởi vì là lên 3 màu luôn. Cách tân em chưa lên được các chị. Nhớ là mã hàng có và số điện thoại thì mới nhận được đơn nhá các chị nhá. Em đang livestream tất cả là 3 trang web. Mẹ mạng hôm nay mấy hôm nay nó như kiểu là ma ấy nhỉ. 944 chị Thanh Mai ok, chị ơi đẹp lắm. Đây này, màu trắng này, được không? Và màu gì nhỉ? Màu đen em đang mặc trên người. Thân cốt tông sơ vin hay không sơ vin đều đẹp. 944 và để lại số điện thoại. Chị Lan Kiều ok, em nhận đơn chị. Xinh ơi là xinh. Chân váy em đang mặc trên người ạ, chốt đến 67 cân. Có áo bờ ra nữ em có, nhưng mà nhà em chưa ổn định được cái nơi gọi là cư trú, đâm ra là chưa tìm được hàng. Chị Thủy lại ạ. Em ơi chân váy này màu nâu với màu đen này, nâu tây với đen của em, chân váy này thì xuất sắc, chất rất là mềm luôn. Con này đang bán 100 mấy em, 190 phải không? 190.000 đi. Lạp sườn ngon quá à. Chị ơi Thanh Mai ơi, vừa mới cứ ra lò mẻ nữa rồi, lấy lạp sườn nữa đi nhà em, vừa mới có mẻ mới đấy nhá. Đẹp ơi là đẹp luôn, chân váy nâu tây này, chân của em thì chất cực kỳ mềm luôn mà không nhân không nhỏ chất này. Size 67 cân mình mua chân váy không bị lộ cái điểm, bởi vì phần này của em là nó may ly lên đến tận đây, miết ly này các chị này. Đấy, đẹp lắm. Mã hàng cộng số điện thoại, nhớ là mã hàng kèm số điện thoại đóng cửa em ơi. Đấy các chị nhá. Chân váy là mã 36. Chân váy 36, CV36. Chân váy thì mình viết tắt giúp em. Mã siêu phẩm em lên sau em này. Chờ em một tẹo tẹo tẹo. Kẹo giảm cân là 500 một hộp, dạng viên nhộng là 550. Còn dạng viên viên uống của dạng viên kẹo ấy của nó là 500 nhá. Kẹo giảm cân ok. Một hộp của nó 15 viên thì giảm từ 3-5 cân trong 15 ngày. Chân này mình đẹp lắm, mình mua hai màu rồi, đẹp lắm à chị Thanh Hằng, em cảm ơn chị. Sơn Toàn ok, em nhận đơn nhá. Chị ơi đẹp không? Chân này đẹp cực mà, có 190 thôi. 190.000, xinh ớt là xinh luôn. Em áo này em lên luôn, nâu tây với cả đàn em của chân váy mã. Chân váy 36 ạ. 36, có phao nhẹ không xốp, còn chị Ngân Huy ơi chờ em tí. Rồi ok. Chị Xuân ơi, vừa đầu xuân năm mới ra chị comment những cái comment em chẳng muốn nhìn thấy gì cả. Vừa mới đầu xuân này ra chị. Chị chỉ là gì ạ? Chờ 1-2 hôm em nhỉ, em bán hàng xong là em gì đấy. Các chị nhá. Thì mở hàng đầu xuân mà phát là chị lại sắp bị chặn Facebook bây giờ. Lạp sườn là 300 một cân thôi chị nhá. Ngon ạ, yên tâm. Chị ơi nhìn hộ em thân áo mã này này. Sơ vin hay không sơ vin đều đẹp. Size 73 độ cân đổ lại em nhận đơn 185.000. Chất cốt tông hàng đẹp và tay con tơ. Không sơ vin ạ, không hề bị khó chịu một tí nào. Các chị này, không hề bị lùng thùng lượm thộm một tẹo nào luôn. Mà thân áo nó rất là vừa cho các chị nếu các chị không muốn sơ vin. Đấy. Lên mã áo cho em là áo 9. Áo 944 ạ. 44 và mình lên số điện thoại. Màu đen hoặc là các chị lấy màu trắng hộ em. Đen với cả trắng và kèm số điện thoại. Chất co giãn 4 chiều. Áo 944 cộng số điện thoại là em nhận đơn các chị. Nhớ là mình mua hàng mình phải có mã hàng này. Và các chị phải nhớ là để lại số điện thoại nhé. Áo mã 944, sau con này lên siêu phẩm em nhé. Sau con này mặc luôn chân váy này lên siêu phẩm luôn. Vì cái con siêu phẩm đấy cực kỳ dễ mặc luôn. Đây này, màu trắng xinh không các chị? Đẹp quá là đẹp luôn, thân của nó co giãn, cái phần tay này nó cũng co giãn này. Đúng không ạ? 72, 73 cân đủ lại. 72, 73 cân đủ lại để em nhận đơn các chị luôn. 72, 73 cân. Áo 944, lạp sườn nhà em là 300 một cân nữa các chị, nhà em làm đấy. Ngon lắm. Kẹo giảm cân có giảm được mỡ bụng, giảm mỡ bụng đầu tiên luôn. Chị chỉ cần ăn khoảng tầm khoảng 3 đến 5 ngày. Điều đầu tiên các chị nhìn thấy giảm, tức là mỡ bụng, phần bụng các chị sẽ nhẹ nhàng nhất. Nếu các chị chỉ cần ăn đến ngày thứ 2 em chưa biết là giảm cân hay không, nhưng cái bụng của các chị sẽ bé đi và nó rất là nhẹ luôn. Nó không bị nặng bụng nữa đâu. Bởi vì sản phẩm nó là đào thải mỡ chứ không phải nó bị mất nước đâu chị. Kẹo giảm cân nó là giảm mỡ mà. Ui đẹp quá này. Xinh ơi xinh luôn. Áo mã 944 và mình lên số điện thoại là em nhận đơn. 185.000 các chị ơi, 185.000. Nhớ là em đang livestream tất cả 3 page thì em không thể nào mà đứng đây để em tư vấn tất cả cho mọi người. Cho nên là cố gắng là các chị mặc size gì thì sẽ có bộ phận nhân viên nhà em tư vấn size. Chứ bây giờ các chị ở trên live các chị chọn giúp em mã hàng nhá. Chọn giúp em mã hàng, không có các chị cứ chờ em tư vấn mà không thấy em tư vấn thì các chị lại không đặt. Đấy, quan trọng nhất là vẫn là cái mã áo các chị thích là các chị ok. Đẹp không các chị? Em này có 185.000. Áo mã 944, chân váy là CV 36 ạ. 36.
Đơn hôm qua nhà em chưa gọi hết chị ạ. Đơn hôm qua nhà em chưa gọi hết. Trời ơi, lên set đẹp như này. Ui, eo phết rồi đấy các chị ơi. Chỉ cần 3 ngày nữa là 3-4 ngày nữa là các chị thấy em xinh hơn. 3-4 ngày nữa là phần mỡ của em nó sẽ bớt hơn rồi. Mấy hôm gọi là gì à, Tết xong cứ phải tăng nhẹ khoảng mấy cân. Tăng nhẹ mấy cân. Các chị lên mã cho em là áo 944 màu trắng hoặc là màu đen. Và mình lên số điện thoại là em nhận đơn các chị 185. Mã mới đẹp quá. Thân của nó thân có tông xịn đẹp nhở. Em này không sơ vịn xinh quá. Không sơ vịn đẹp quá là đẹp luôn. Áo 944 và mình lên số điện thoại. Em lên con siêu phẩm đi. Em lấy con mới này đúng không? Con này của chị mặc ở trong đây. Đây, ok. Đấy, mã, ô không cần em làm gì đấy. Con mã siêu phẩm này thì không cần phải sơ vin. Mã áo siêu phẩm này thì không cần sơ vin. Nhưng với chị nào mà kiểu như là phong cách trẻ trung, mà không muốn sơ vin, mà kiểu mặc kiểu trẻ trẻ thì mình lấy mẫu này. Chị Loan ok, chị Vân ok chị nhá. Xinh ơi là xinh luôn ý. Xinh ơi là xinh ạ. Chị Phương ơi ok chị ơi nhìn con siêu phẩm này. Em thật là các chị ơi chạy toàn hơn 300. Hơn 300 nghìn. Đây là mẫu này, nó là cài cúc nhá các chị nhá. Mẫu này là cài cúc đấy ạ. Và chất của nó sẽ là len gen thời trang và nó co giãn. Mẫu này hàng hơn 300, bây giờ em đang đặt các chị có 195 nghìn, à 190 nghìn thôi. 190, size đến tận 3XL. 3XL nhưng em chốt đi 67 cân. Nếu mà chị nào không mặc sơ vin thì lấy mẫu này. Cộng với cả là em này mix với chân váy ngắn này, mix với chân dài như của em cũng rất là đẹp. Và mix với chân váy dài hơn đều ok. Mẫu này form của nó vừa vừa, nghĩa là nếu bình thường chị nào mặc M thì con này phải mặc L. Như em này đang mặc size L đây này. Đẹp ơi là đẹp luôn, chất len gen thời trang của nó quá đẹp luôn, em bán bão mã này luôn. Không nhặng không ngứa, em đang cởi gọi là mặc áo da da thịt của em ấy mà không nhặng đâu, không phải là cái len nhặng của các chị đâu. Mã này các chị lên đơn là siêu phẩm và lên số điện thoại. Nhớ là size nhà em cắt tư giới vấn size theo form của nhà em nhá. Đấy, mẫu này hàng đẹp đấy các chị ạ. Hàng này người ta toàn chạy hơn 300 hết. Nhà em tặng các chị đang còn có 190 nghìn đồng. Mã lên đơn là siêu phẩm và mình để lại số điện thoại là em nhận đơn các chị. Được chưa? Chị Vũ ok, chị Thanh Hằng rồi. Chị gái họ Nguyễn này, chị Nguyễn Hoa ok, em nhận đơn chị Thùy Trang ok nhá. Chị Phú Đức ok, chị Đinh Hồng ok ạ. À. Chị Bảy ơi nhận đơn lạp sườn nhá. Đấy, chị ơi lên mã cho em là gì nhỉ? Áo siêu phẩm ạ. Áo siêu phẩm và để lại số điện thoại, chỉ cần siêu phẩm thôi. Các chị ơi, màu này của em là màu đỏ cam. Đấy, có nghĩa là nó tươi, à nó đậm đậm ấy. Kể cả các chị mình trung tuổi mình vẫn mặc được màu đỏ. Vì nó không phải là cái màu đỏ kiểu như là đỏ đỏ tươi kia. Đấy, màu cũng không hẳn là đô quá. Nó là cái màu cam cam, đỏ cam cam ấy ạ. Quá là đẹp luôn. Chuẩn mã của em ạ, chất len gen thời trang. Chị ơi nhớ nhá, những mẫu này thì em đang phù hợp với những chị mà không sơ vin. Và vừa vừa ngắn vừa. Em đang mặc là qua cặp quần khoảng tầm 12 phân, 10-12 phân. Đấy, chị nào cao quá không chốt mã này nhá. Bởi vì là cái áo này đẹp thì có đẹp, nhưng mà ví dụ như là sợ đâu là các chị mình lại bảo là ngắn ngắn với cả dài dài. Em nói thật là mẫu này em để lại 3-4 màu để mặc luôn. Mix đồ rất là dễ. Lạp sườn bao nhiêu tiền một cân? Chị Tâm Nguyễn ơi 300 một cân chị ơi. Lan ơi có chân váy không ngắn không? Có đẹp luôn. Chân ngắn nhá. Ôi, chân ngắn mà mặc với cái con chân cái em mà áo siêu phẩm mà em đang mặc này thì thôi rồi luôn nhá. Xinh nhất làng luôn. Xinh nhất xinh nhất làng ạ. Lên mã lên đơn cho em là siêu phẩm và mình lên số điện thoại. Chất len của em là hàng đẹp mặc không nhặng nhá các chị ơi. Em cởi trần em đang mặc đấy. Em cỡ đang gọi là đang cởi trần đấy, không phải là gì đâu mà không hề nhặng. Mà hàng em có size to cho các chị đến 6-7 cân đấy. 6-7 cân. Em này mà mix với cái chân váy đến nửa đùi này thì thôi. Ra đường gọi là dai nó cứ vỗ mông phành phạch luôn đấy các chị. Em này đẹp lắm, lên form quá là đẹp luôn. Mà không bị lộ khuyết điểm, không bị lộ béo. Đấy, mình lên mã là siêu phẩm và mình để lại số điện thoại. Các chị ơi, màu nào con này cũng đẹp. Em khuyên chưa tình, đen này. Đen của nó thì quá dễ mặc. Mềm nhá, và đặc biệt là không bị lộ khuyết điểm nhá. Đấy, đúng không ạ? Phần này ạ, không bị lộ khuyết điểm chỉ là tẹo nào. Màu trắng này của nó sẽ là trắng kem. Mã lên đơn là siêu phẩm và mình để lại số điện thoại là em nhận đơn. Hàng trong năm thì giờ này nó hoàn hết về rồi chị ạ. Ủa em ơi, mạng nó như kiểu là sợ ra man thì mấy cái thằng mạng này, tao muốn đập chết cả bố nó đi luôn. Giật giật như kiểu bố nó sắp ốm thế này. Em mua bên chị rồi đẹp lắm, bây giờ mua tiếp đi em ơi. Được chưa, các chị chốt xong mã siêu phẩm chưa? Nhớ nha, mua hàng mình chỉ cần nhìn ạ. Mã hàng thôi, không cần phải lo gì ạ. Mã hàng và mình xem mình có thích hay không thôi. Đấy các chị nhá.
À lúc đấy em đang livestream, chị cứ gọi em mà đã tắt máy đi rồi, chị cứ gọi em. Máy em bận suốt ngày, chị đừng lần sau chị đừng nhắn vào. Mà chị sao chị không gọi vào fanpage? Chị nhắn vào fanpage mà chị lại gọi em vào trang cá nhân của em. À đúng rồi, lúc đấy chị gọi về fanpage. Gọi fanpage của chị Viên Hoàng kìa, em đã tắt máy đi rồi, là máy em đang live, lúc đấy em đang live đạp sườn. Chị cho em xem chân váy ngắn á. Em ơi, lấy luôn con này cho chị xem cái chân váy ngắn luôn. Chốt con siêu phẩm mới đi, không phải lo gì giá nữa đâu. Em này quá là đẹp. Chân váy 44 này nhà em thì đang bán bão cực kỳ. Nốt mã này em khác sang cho chị một mã nữa đẹp cực kỳ luôn, phao đằng sau. Mạng nó đang như kiểu bố nó sắp không chết đi. Điên lắm rồi đấy. Mấy ngày hôm nay chưa được một phát nào mạng nó hẳn hoi. Mà thì con mẹ nữa, nhà người ta làm ăn một ngày nuôi hàng bao nhiêu nhân viên, mạng cứ giật giật như kiểu bố sắp chết này thì bán cái đéo gì, bực hết cả người. Mà báo mạng suốt từ mấy hôm nay đéo thấy thằng nào đến. Bực lắm rồi đấy. Đây này, chị này. Làm ăn chẳng có trách nhiệm gì cả. Đây này, chân này chân của nó chất u mì. Mà hàng này thề luôn là về bao nhiêu hết bấy nhiêu. Muốn dài hơn thì có dài hơn. Dài hơn là 160, ngắn hơn là 150. Thế thôi. Đấy, nhìn em mặc con này nhá. Mặc luôn lên cho các chị xem. Đẹp lắm. Chân váy 44 này này, có 150.000. Ôi ôi, mấy con áo đấy đẹp thế nhưng mà em ơi, còn con cổ vuông vuông ấy, hôm qua chị bảo em đâu, cổ vuông ấy đẹp lắm. Đây này, con này mà có lót quần nhá, thề luôn đấy, em này gọi là gì nhỉ? Tóc thoải mái luôn, không bao giờ lo. Có lót quần bên trong nâu vàng với cả cái gì, vàng bò với cả là đen, vàng bò với cả đen. Mã chân váy đặt hàng mình có mã cho em đấy, mã cho em đang chân váy là mã CV44 và để lại số điện thoại. Chân váy mình viết tắt giúp em là CV cho nhanh các chị nhá. Không có comment được một cái mã áo xong là mã chân váy xong người ta mua hết. Chị ơi em không thấy gì cả thì thoát ra vào lại. Thùy Trang thoát ra vào lại, không sang fanpage khác đi em ơi. Em sang cái trang mà không, em đang ở chỗ rẻ đẹp. Em sang thời trang đẹp Hương Lan đi. Thời trang đẹp Hương Lan thì nó sẽ ok hơn đấy. Con này của nó sẽ là chất liệu là u mì. Hàng của nó sẽ là co giãn cặp chun thời trang vàng có size. Chốt đến 65 cân vừa chân váy. Mình lên mã hàng cho em là chân váy là CV44 và để lại số điện thoại để nhận đơn. Xem áo phao đằng sau chờ nửa phút nữa lên luôn. CV44 mình mua chân váy giúp em nhé. Được không ạ? Áo lên đơn là siêu phẩm. Cho chị mà luôn mang con phao đấy đi, chị mặc luôn, không cần phải mặc cái áo nào cho nó đỡ lâu. Các chị ạ, cho đỡ lâu. Đây gì? Con phao này nhà em đang thề luôn là bão. 360.000, phao siêu nhẹ, phao Burberry. Chị nào được nhận được con này cũng xuất sắc luôn. Chị ơi, 360.000. 360.000 nhà em bán cái gì cũng rất là hợp lý. Các chị nhá, nhìn nó này. Nhẹ tênh tênh, cái áo này gọi là rẻ như này, các chị mua mấy cái mà mặc. Em nói thật luôn, màu nào của nó cũng đẹp lắm. Mà áo thì mình lên đơn áo phao là phao nhẹ và để lại số điện thoại. Em đang bán cho các chị giá có 360. 360. Không phải lo gì. Đẹp ơi là đẹp luôn mã này. 67 cân đổ lại. Cho chị xem chân váy dài hơn một tí, chưa có chị. Dài hơn thì chị phải chờ đến đầu gối này, y xì như này đến đầu gối. Là CV45. 45 là dài đến đầu gối, y xì như này dài đến gối. Đấy. Chị nào lấy mã này ạ, đang có 360.000 nữa các chị. Màu đỏ này, đỏ này của em đang là đỏ đậm nhé. Bảng màu của nó xuất sắc lắm. Mã lên đơn là phao nhẹ và để lại số điện thoại. Cái áo này chị không biết là có đến 3 lạng hay không. Chắc chỉ tầm 3 lạng nữa các chị ạ. 3 lạng, sữa này. Màu sữa cực kỳ dễ mặc nhá các chị nhá. Đấy, màu đỏ em đang mặc này. 67 cân đổ lại em nhận đơn. Phao nhẹ em đang có màu vàng. Phao nhẹ em đang có màu hồng đỗ. Comment chuẩn mã hàng và lên số điện thoại là có đơn chị ơi. Phao nhẹ em đang có màu đen, màu đỏ đậm. Trời ơi nó đẹp, ôi là đẹp luôn chị ơi. Nhẹ cực kỳ luôn. Nhẹ với cả rất là ấm luôn ý. Đấy mà ví dụ như là các chị đi chợ, đi búa hay là đi làm công sở này, hay là kể cả em nói thật là các chị ở nhà các chị mặc ấy, các chị làm việc nhà nhưng mà nó không hề gọi là khó chịu một tí nào. Dòng này em nhập được giá quá tốt cho các chị đấy ạ. Có 360.000 thôi. Đấy. Váy dài hơn mã này là mã của nó là mã 45 nhá. Mà thôi giờ em chưa bán 45 nữa, bây giờ em bán 44. Chị nào mua ngắn thì mua 44 mà 45 thì chờ thế thôi. Lúc nào em bán rau rồi lẫn lộn. Đau đầu lắm chị ạ. Đau đầu lắm, lại bắt đầu rơi vào cảnh nợ nần đơn hàng. Em ơi, cam em lau chưa?
Sao nó mờ đấy? Đẹp không các chị? Chốt đơn lên mã cho em Lan là phao nhẹ và mình lên số điện thoại là em nhận đơn. Màu đỏ à? Phao nhẹ em Lan có màu đen này. Phao nhẹ màu nào của em này nó cũng rất là đẹp. Màu hồng đỗ, phao nhẹ màu vàng và phao nhẹ màu sữa. Mã và để lại số điện thoại là em nhận đơn. Nhẹ tênh tênh như thế này luôn. Hàng này ạ, thời điểm cao điểm nhất là các chị mua 650. 650 luôn các chị ạ. 650.000. Bây giờ các chị đang mua giá là 360.000, 360. Váy đang mặc là CV44 các chị ơi. CV44 là mã chân váy. Mà áo phao lên đơn là phao nhẹ và mình lên số điện thoại là em nhận đơn. Phao nhẹ cách số điện thoại là em nhận đơn các chị. Ôi đẹp ơi là đẹp luôn, xinh ơi là xinh này. Sữa này. Phao để mà mặc phao với phao mà để mặc với chân váy thì mà nhất là đặc biệt là chân váy ngắn thì hầu như là khó cực kỳ. Đấy, khó có một cái em áo phao nào mà nó lại mặc được với chân váy ngắn. Em nói thật. Đấy, con này nó rất là gọn luôn ạ. Dáng áo của nó rất là gọn, các chị mặc không hề gọi là lộ khuyết điểm. 47 cân đến 67 cân chốt áo phao chị ơi. Không hề gọi là lộ khuyết điểm, mặc gọi là gì nhỉ? Nhẹ nhàng, rất là nhẹ luôn. Màu sữa, sữa lên đẹp không? Em đang like cam thường. Em đang like cam thường nhá, màu rất là chuẩn 100% nhá. Mặt em ở ngoài như nào ở trên like. Thậm chí là các chị nhìn ở ngoài, các chị còn thấy em là còn gì ạ? Dễ nhìn hơn ở trên like. Đấy, hôm vừa rồi em đi hội chợ các thứ là gặp mọi người. Mọi người nhận ra bảo bạn này bán hàng ở trên mạng đúng không? Nhà Hương Lan đúng không? Thành ra là các chị cứ bảo là ở ngoài còn nhìn còn xinh hơn. Đấy, em thì không ăn ảnh mấy đâu. Đấy, đây là em đang like, còn like cam thường đấy các chị ạ. Like cam thường. Đấy, phao nhẹ chị ơi, đẹp lắm. Chị Nhân Phú ok. Mình yên tâm giúp em nhé. Cái form áo là cái rất là quan trọng đấy các chị ạ. Mặc kiểu như nó thoải mái nữa. Phần cầu vai không hề khó chịu. 47, 67 cân chị ơi. Hồng đỗ nói chung là dễ mặc. Hồng của nó là hồng đậm đậm chứ không phải hồng baby quá thì khó. Xinh lắm à. Nhẹ lắm, mũ tháo rời chị ơi, mũ tháo rời chứ. Phao buri 26, à 36. Có áo sơ mi trung niên không? Có đầy chị ạ. Có đầy. Cứ chờ em tí. Không có cái gì là các chị không có, không gọi là gì à? Nhà em không có cả. Từ slip corsé có hết. Nhá. Chị cứ ngoan này ở im đấy tí nữa em cho xem. Chị cứ ngoan ở im đấy tí em cho xem nhá. Đẹp không các chị? Form áo nó gọn như này cơ mà. Màu đen thì không có gì phải lo rồi. Đấy, cho chị một cái áo phao thì bố em mới cho chị đổi chị ạ. Chị là comment là cho chị một áo phao, chị phải comment là mã phao nhẹ và để lại số điện thoại. Chứ bây giờ cho chị một áo phao thì tí nữa em like đi 915 con phao. Nhân viên sale có biết là chị mua cái phao nào đâu. Đúng không? Các bạn chốt đơn là chỉ biết chốt đơn theo mã. Máy tính lọc đơn như nào là nó là như thế. Cái mã của em là mã phao nhẹ. Nhưng cái mã của chị đặt là cho chị một áo phao. Đấy, nhà em không có cái mã cho chị một áo phao nhá. Mà em có mã là phao nhẹ. Mình mua hàng mình có cái mã em phát. Đẹp lắm chị ơi, mặc hết các màu, chờ em tí em lướt cho 2 phút. Ok chưa? Hồng đỗ của mã phao nhẹ 360. Chị nào nhanh thì còn, chị nào không nhanh thì gọi là vào Sài Gòn không còn mà mua. Em có phao đen không? Đây phao đen đây chị. Phao đen đây. Em ơi, có lên cái con phao ấy không? Em có lên con phao gì nhở? Con phao VIP không? Phao VIP đang bán tặng các chị giá tốt cực kỳ luôn ấy. Còn có vài con đủ không? Trời ơi, cách ơi là... Như gọi là những chị này là không nhận được thông báo. Chị ơi, máy em đang live stream chị. Máy em đang live stream ấy ạ. Vâng. Chị nhắn tin giúp em tí. Mà sao khách vẫn nhắn tin sang cái trang cá nhân của chị quá nhiều như này nhỉ? Trang cá nhân của em là bây giờ em không nhận chốt đơn nữa đâu các chị ạ. Đấy, các chị cố gắng là mình nhắn tin sang fanpage cho em nhé. Shop thời trang Hương Lan ấy. Hoặc là gì ạ? À, thời trang đẹp Hương Lan hoặc là Hương Lan. Hoặc là gì? Hương Lan giải đẹp không nhắn được đúng không? Nhắn được rồi. Nhắn được rồi. Ok. Các chị nhắn tin sang các trang page em đang like này. Chứ đừng gọi vào mét của em. Trang cá nhân của em không chốt được đơn đâu. Đẹp quá các chị ơi. Lên mã cho em ạ. À. Nhìn những cái cổ áo này nó đã xịn sò rồi. Phao nhẹ kèm màu vàng. Nó rẻ như này. Tốt nhất các chị làm đến 3-4 cái. Mã cho em Lan và lên số điện thoại là phao nhẹ. Và lên số điện thoại là em nhận đơn các chị. Nhá. 36. Các chị mua luôn 2-3-4 cái về mà mặc. Mặc đi làm, mặc gọi là gì ở nhà cho em đều thích. Áo em đang mặc là mã siêu phẩm. Hàng đa sale còn 190.000. Còn số lượng ít lắm chị ạ. Số lượng ít không? Mã siêu phẩm em vẫn đủ size nhưng mà số lượng nó không có nhiều. Siêu phẩm và mình lên số điện thoại để em nhận đơn các chị. Phao nhẹ cho em là màu đen.
size 67 cân. Các chị mình lưu ý nhá, hàng của em ấy thì mẫu thì em có rất là nhiều, nhưng một số mã thì em không còn số lượng quá nhiều để mà chia cho mọi người. Ví dụ những chị mà nhanh mà mình muốn chốt đơn nhanh, mình chủ động lấy số điện thoại ở shop về bên em, các chị gọi điện cho nhân viên và đọc mã cho các bạn chốt đơn sẽ nhanh hơn đấy các chị. Lên áo vest đi em ơi, chờ em một tí. Phong nhẹ màu đen thì quá dễ mặc cho nên là có mấy khi em phải mặc màu đen lên đâu. Em toàn mặc những cái màu mà khó mặc ấy. Đấy để cho các chị biết là gì ạ, sợ là màu khó mặc ấy. Nhưng mà thật sự con này nó sang xịn. Đấy rẻ tiền nhưng mà sang xịn, các chị mua đồ đẹp luôn đấy chị ạ. Nó vừa tiền nhưng mà gọi là gì ạ? Em thì em chuyên mặc cái đồ vừa tiền nhưng mà nó vẫn xinh. Đồ của em là vừa tiền nhưng vẫn đẹp. Mà các chị nhìn em mặc chân váy ngắn nhá. Đấy, đặt hàng hôm qua nhà em đang chốt, chị ơi chưa chốt hết đâu. Đầu năm này nhân viên các bạn chưa đi làm hết, với cả bánh chưng thịt mỡ nó vẫn đang lấp lú đâu đấy, đâm ra là nó từ từ thôi, không nhanh được đâu chị nhá. Đấy, em thế này, em nói từ từ em có nói nhanh được đâu. Lấp lú đâu đấy đâu em ơi, bảng màu con này đâu. Rồi rơi bảng màu này, chốt luôn đi chị ơi, không phải lo giá mà cũng không phải lo bom đến chết. Mẫu này em bán số lượng quá nhiều. Đúng không ạ? Không đẹp không bao giờ em bán, không bao giờ em bán được số lượng như vậy. Mà không bao giờ em bù hàng đến phát thứ hai luôn ý. Kể cả mẫu này em còn em bán đến bao giờ cũng vẫn cứ là sướng. Chân váy 150 chị ở xa quê ơi. Chân váy lên đơn là CV44. Phao nhẹ ạ, đúng mã cho em với thì mấy tính nó mới lọc được đơn. Phao nhẹ cho em lan tông màu sữa. Em mặc hết màu rồi đúng không? Chuẩn màu cho em luôn đi nhá. Đừng comment là phao nhẹ xong là không chọn được màu. Đến lúc chốt đơn lại bảo nhân viên đi chụp bảng màu là không có thời gian đâu chị nhá. Đấy, một đứa live stream rồi, một đứa chốt đơn, nhiều đứa chốt đơn rồi. Còn không kịp nữa là đi gì ạ, đi chụp bảng màu. Là không có thời gian hai lần như vậy. Mình cười thông cảm giúp em. Cho em nhìn ạ, gì ạ, nhìn đó em màu vàng nhá. Vàng của nó là vàng đậm. Màu đen này, gọn đẹp nhỉ. Trời ơi, các chị ơi, em cũng nhặt con này gọi là mấy con mà cất đi mà mặc dần. Form áo phao nghĩa nó vừa tiền nhưng mà nó mặc nó rất là gọn với cả nó nhẹ, nó đầy đủ tiêu chí ấy, chị ạ. Có nghĩa là thứ nhất là đẹp nhá. Thứ hai nữa là mình mặc cái gì cũng được. Kể cả các chị mặc một cái quần gọi là quần nỉ hoặc là quần lông hoặc là cái quần quần gọi là quần nhung thôi, mình mặc nhà thôi, đấy cũng vẫn cứ đẹp. Đấy, mặc loanh quanh hàng xóm buôn dưa lê hay là mình mặc công sở đi làm cũng vẫn là sang trọng, ấm cúng đẹp chứ không phải là gì ạ, không phải là xấu nhá các chị nhá. Đấy, dễ lắm. Trên mặc với trên váy này, ok chưa? Chuẩn mã cho em là phao nhẹ và mình lên số điện thoại, lên mã đấy đi luôn đi. Con này em đang bán tặng các chị còn có 400 mấy đẹp này. Con này hết tí mà em. Đấy. Chị ơi nhìn này. Con này màu xanh còn nhiều không? Một vài con không? Xanh này mà. Con này các chị lúc các chị có chị thời cao điểm là mua tiền triệu. Màu xanh. Nâu cà phê. Bây giờ đang còn màu gì nhất? Đang còn màu đen á. Chị ơi, màu đẹp không? Mã này lên đôi là phao vít. Đai liền. À đai rồi, quên. Đai là đai rồi. Các chị không thích là gì ạ? Không thích là thắt đai thì các chị có thể bỏ ra. Mẫu này thì dành cho các chị với cả các cô. Quá sang xịn mịn sướng. Sang xịn mịn sướng. Mẫu này chị nào lấy thì nhanh tay nhá các chị nhá. Mũ này của em đang tháo rồi chị ơi. Được không ạ? Các chị với cả các cô mà mặc mẫu này thì cứ gọi là xinh nhất làng luôn. Xinh nhất làng luôn đấy các chị ạ. Xinh nhất xóm em luôn, hoa hậu xóm em luôn đây chị này. Đai này của nó đai rồi. Đai rồi mình không thích mình bỏ ra ngoài. Thấy chưa? Nâu tây, đen đỏ. Tí nữa em thích em mặc màu đen cho chị xem. Không biết làm sao. À đấy, đưa thì phải đưa nghiêng nghiêng cái này đi. Cái đai này nó dễ mắc mà, nhưng mà mình cứ được. Đây các chị ơi, cái này nó chỉ cài đấy nhá. Cái áo cái khuy này thì nó chỉ là cài thôi. Thấy chưa? Các chị mua tiền triệu. Bây giờ các chị đang mua là bao nhiêu tiền? 450.000 đồng. Chuẩn mã cho em đang làm mã này là phao VIP và để lại số điện thoại 67 cân vừa chị nhá. 67 cân mình bao đẹp cho em luôn. Nhìn nó em này, chuẩn mã này. Phao VIP cho em là tông màu đen. Hai túi của nó sẽ là hai túi hộp thẳng. Đấy. Cái con này thì tùy màu nhá chị ơi. Con này ví dụ như màu nâu cà phê nó sẽ là hơi bóng. Còn ví dụ như cái màu nâu đậm này của nó sẽ là da kiểu à, nó sẽ là kiểu không bóng. Nó sẽ khô hơn. Khô hơn này. Nó thô thô hơn. Đây màu đen cũng thô thô hơn. Đấy con tím này thì nó bóng bóng này. Đấy tùy màu thôi, mình chọn màu nào nó là ra mẫu như thế. Đấy mã lên đơn của em Lan này, nhìn lại bảng màu em giơ từng mẫu một.
Con này em đang bán cho các chị có 450.000. Được không ạ? 450.000. Đai này mình có thể bỏ rời ra 6 7 cân, có đến 3XL và 4XL. Nó đẹp dã man, sang ơi là sang luôn. Màu em đang mặc là màu cà phê, màu xanh. Màu cà phê các chị cứ nghĩ là nó khó mặc nhưng mà thực ra rất là dễ, sang. Nhưng mà những chị trắng trắng thì nên lấy cái màu đấy, màu cà phê. Đúng không ạ? Mẫu lên đơn là phao VIP màu xanh. Em đang bán tặng các chị còn có 450.000. Phao VIP là có đen. Phao VIP đen. Phao VIP màu này em gọi là màu nâu đậm. Các chị cố gắng là comment mã hàng và màu các chị chọn luôn ở trên live giúp em. Ví dụ các chị lấy mã phao VIP comment là phao VIP nâu đậm ở trên live luôn và kèm số điện thoại để em nhận đơn. Phao VIP cho em là tông màu đỏ đô. Phao VIP đỏ đô. Phao VIP em có màu tím. Cái màu tím nhạt hơn còn không? Tím này tím đậm, à, tím này gọi là tím đậm này. Phao VIP tím đậm. Phao VIP trên là tông màu này em gọi là màu sữa đi. Sữa nhá các chị nhá. Sữa sữa kiểu hơi đậm đậm đấy các chị ạ. Tím này, tím đậm của mã phao VIP 450. Màu nào cũng rất là đẹp luôn, màu đẹp đỏ. Các chị có thích mặc màu gì thì bảo em luôn à. Mã lên đơn là phao VIP và mình lên số điện thoại là em nhận đơn các chị. Giá em đang bán cho các chị hôm nay có 450.000 thôi. Gọi là các chị đi mua tiền triệu luôn đấy các chị. Sữa này. Màu do các chị chọn giúp em nhé. Em ướm như này cho nhanh này. Được chưa? Đấy, em đang nhìn hộ chị lại xem là còn màu gì nữa. À cái màu gì còn số lượng, nhìn nhìn nhá. Khoảng số lượng thì thực ra là số lượng nhưng mà nó cũng chẳng còn bao nhiêu đâu. Chắc chỉ còn gọi là một hai chục con các màu thôi các chị. Một hai chục con của các màu. Mã lên đơn là phao VIP. Khoác được cài đẹp chị ơi, mũ tháo rồi. Nhẹ bâng bâng luôn, rất là nhẹ luôn. Mã lên đơn là phao VIP và để lại số điện thoại để em nhận đơn. Ôi ôi, nóng hết cả người lên luôn đấy các chị ạ. Tím này. Không cần phải mặc nữa nhá. Em dơ đấy nhá, cho đỡ lâu nhá. Được không ạ? Dáng áo được các chị nhìn thấy em mặc rồi. Màu thì chuẩn 100% như ở trên live luôn. Màu là chuẩn 100% như ở trên live. Em đang live cam thường các chị mình nhá. Còn đen với be đúng không? Đây, nâu tây. Nâu tây. À, ờ đúng rồi. Nâu tây, đen, xanh. Chuẩn mã hàng và mình lên số điện thoại là em nhận đơn. Quá là dễ mặc. Quá dễ mặc luôn. Cái khóa của nó sẽ là khóa dấu ở bên trong như này. Và các chị mình bấm cúc như này nhá. Em đang còn lười bấm này. Nó nhiều cúc quá em đang còn lười bấm. Đai này mình không thích là mình có thể bỏ rời ra ngoài. Nó không ảnh hưởng gì đâu các chị. Được không? Một con phao gọi là xịn như này mà các chị mua giá này là quá tốt rồi. Chuẩn mã hàng và lên số điện thoại giúp em. 450.000. Dáng áo của nó gọi là lỡ lỡ ngang mông. Lỡ ngang mông cái dáng này là cực kỳ dễ mặc cho các chị với cả các cô rồi. Đúng không? Rất là dễ mặc cho các chị với cả các cô. Bỏ đai ra đều được bình thường chị ơi. Nó không ảnh hưởng gì. Ở hai bên này nó có con đỉa này. Mình không thích thì mình rút cái dây bỏ ra ngoài. Cái đai bỏ ra ngoài là ok rồi. Nó có từ size L đến size 4XL. Tương đương với các chị mình, các cô mình là từ 47 cân đến khoảng 67-68 cân đấy. 67-68 cân em nhận đơn hai túi hộp. Đẹp lắm chị ạ. À. Con này mà các chị không săn được thì tiếc lắm. Em thật luôn. Có 450.000. Em đang còn màu đen với màu sữa nhiều. Nhiều thì cũng còn khoảng hai màu, hai cho hai chục con gì đấy. Được không ạ? Dáng này của nó dáng lỡ. Các chị với cả các cô mình lên lấy dáng này đi. Thật sự là giá quá tốt rồi. Mã lên đơn là phao VIP đi các chị. Ok chưa? Chuẩn bằng màu nhá. Nhìn hộ em này, cái màu nào nó cũng là màu chuẩn nhá. Đấy, màu nào nó cũng rất là chuẩn màu đấy. Chứ không phải là em chạy áp đâu. Mình yên tâm giúp em luôn. Đúng không ạ? Đó, như các chị với cả các cô là mặc những mẫu này, cái này là sang cực kỳ luôn đấy. Sang ơi là sang luôn. Em qua mã luôn nhá các chị mình nhá. Chị vừa bảo bán cái gì nhỉ? Cho chị mà mượn lại cái đấy để chị mặc chân váy nhá. Chị mặc chân váy với cái gì đấy? Chân váy với cả một cái áo nào đấy đi em ơi. Cái chân váy 37 của chị vừa xong đâu. Rồi em sẽ sang tiếp được một cái mã áo nữa cho các chị này.
ở dưới kho kia chị thấy còn một cái mã áo vest là mã gì đấy, dài tay à, dưới kho dưới V4 à, V4 là để dần đấy bê lên mà cái mã thấy không có chốt bê hết lên trên này cho. Rồi ok, sang một mã nữa. Ôi em này đẹp quá các chị này, 73 cân chốt luôn vào ngay. 73 cân chốt luôn vào ngay hộ em với. Thân cốt tông. Tay của nó là tay kiểu như là von tơ kim cương. Von tơ kim cương, màu đỏ của nó sẽ là đỏ kiểu như dạng đỏ đào ấy. Màu ở trên la các chị đang nhìn thấy là nó rất là chuẩn rồi. Đúng không ạ? Thân co giãn. Em này bao tiền em? 160.000 ạ. 160.000. 160.000 một áo. Được không ạ? Màu rất là nhiều màu, quá là đẹp luôn. Các chị bỏ qua mẫu này rất là tiếc, bởi vì em về số lượng lúc trước em về em đã bán hết sạch rồi. Bây giờ em về một lô nữa gọi là quá là bão luôn, bão đơn luôn các chị ạ. Màu xanh, màu đỏ của mã gì em? Áo 030 ạ. Áo mã 030 và mình lên số điện thoại. Một em kiểu như là sơ mi cũng được, mà coi như là áo kiểu cũng được, gọi là sơ mi kiểu đấy các chị. Em này là sơ mi kiểu, nó có lá cổ, có nghĩa là các chị mình công sở đi làm rất là đứng đắn luôn, không phải lo là gì cả, đúng không ạ? Màu nó đẹp lắm luôn. Áo mã 030 và mình lên số điện thoại 160.000, màu xanh, màu vàng của áo 030, 73 cân, 40-73 cân, 40-73 cân là em nhận đôi các chị. Và tông màu nâu, màu này em gọi là 030 màu nâu. Áo 030 màu vàng, 030 xanh và 030 đỏ em đang mặc. Thân áo của nó này, nếu mà bình thường các chị có thể là gì ạ? Có những cái kiểu áo các chị mình chỉ là sơ vin thôi, còn nếu thả buông ra nó sẽ bị lùng thùng và lộn thuộm. Thì đối với em này thì các chị mình không sơ vin thì nó cũng rất là đẹp. Đây các chị nhìn thân áo của em chưa cần bỏ ra đâu, mà em đang cầm ở trên tay là các chị hình dung ra là cái thân áo nó vừa đến đâu, đúng không ạ? Mà thân áo của em đang là co giãn và hàng em là có sai. 160.000 các chị chốt luôn. Áo 030. Chị Thư bảo ok, mặc như không mặc cái gì ở trên người. Chị Thanh Nguyễn, chị Trần Kiên ok ạ. À. Chị Nguyễn Hằng ok, chị Cúc Phạm ok nhá. Chị Thu Hoàng này, chị Thư báo, chị Nguyễn Hương. Chị rồi ok chị. Chuẩn mã lên đơn là gì nhỉ? Áo mã 030 và lên số điện thoại. Ui đẹp dã man. Mà em thề luôn là mặc cái áo này cả ngày các chị không hề khó chịu một tí nào. Nó vừa giãn, nó vừa nhẹ. Nó rất là nhẹ, cái phần tay này của nó cũng là, nó rất là mỏng nhưng mà không hề bị hở da hở thịt của các chị đâu. Đấy, nó sẽ co giãn 4 chiều. Thân của nó sẽ là thân cốt tông và tay phon tơ. Và phần này có lá cổ và ép đá. 160.000. Để lại chuẩn cú pháp của em là mình có đơn, không cần phải là chị 60 cân, chị 50 cân. Mẫu này em Lan đang có đủ số lượng size. Được không ạ? 40 cân đến 73 cân là em nhận đâu các chị. Lên chuẩn mã là áo 030 tông đỏ, áo 030 màu xanh. Đấy, em ướm lên như này cho các chị xem này. Còn các chị thích mặc màu gì thì bảo em. Quá là đẹp. Màu vàng cực trắng da luôn, cực sáng da luôn. Đấy, mua hàng nhà em rất phù hợp với túi tiền và đẹp chuẩn. Chị Thanh Nguyễn ạ, em cũng thế. Em chuyên mặc hàng vừa tiền nhưng mà đẹp. Thật sự luôn. Chị em mình cần gì phải là quá đắt đúng không? Vừa tiền. Đấy, có những cái mã hàng nó đắt, nó độc thì nó đắt một tí cũng được. Nhưng đối với cái hàng mà mình mặc hàng ngày này, vừa tiền thôi các chị, để mình có thay đổi, cứ miễn sao đẹp với mình là được, đúng không ạ? Mình thấy thoải mái ok là được, rất là vừa tiền luôn ạ. Đấy chứ các chị bảo 300.000-400.000 một cái áo sơ mi, đúng không? 500.000 một cái áo sơ mi, nếu mà lương giáo viên thì có thể là được 5-7 triệu thì đấy, còn chi tiêu đủ thứ đúng không ạ? Chị đây chỉ là hơn 100.000 thôi, đúng không ạ? Rất là đẹp luôn đấy chị ơi. Chân váy em đang mặc là mã chân váy 36. Chân váy 36 là 190.000, chị ơi, khóa kéo giật lệ đằng sau lưng. Chị Thoa ok rồi, để lại chuẩn cú pháp giúp em nhá. Đấy, chị nào em cũng đọc tên là em không thể đọc được hết đâu, bởi vì là thời gian để còn tư vấn mẫu ấy các chị nhá. Lúc nào thì em giao lưu với các chị một chút chút thôi. Màu vàng, vàng này trắng nhỉ. Các chị ơi, màu xanh nhìn của em này. Chân váy em có cả màu đen, khóa kéo đằng sau lưng đây này. Khóa kéo giật lệ đằng sau lưng, cực kỳ gọn đây. Đấy, không hề bị lộ tí nào là gọi là khuyết điểm. Chị ơi nhìn của em giúp em này. Các chị mình công sở đi làm như này giúp em này. Không cần phải là sơ vi, cũng không hề khó chịu. Đối với em chân váy 36 này thì các chị nhìn phần ly của em may đến đây nhá. Phần ly người ta đã may đến thiết kế đến đây để nó ôm trọn cái vòng bụng các chị.
chỉ cần mặc cái quần chip cạp cao cho em là ok, đúng không ạ? Đây em Lan đang đứng mẫu mặc cái quần chip cạp cao nhà em vẫn bán cho các chị đấy. Thế tôi còn không hề nịt bụng hay là gì cả, chỉ mặc tí quần chip ghen bụng cạp cao là ok rồi. Nó vừa phần này thì nó sẽ là midi như này, nó sẽ ôm cái vòng bụng của mình, nó sẽ không bị lằn lên ấy, không bị lằn, không bị lộ khuyết điểm. Và đối với phần thân áo của nhà em sẽ thiết kế cho các chị này, nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ là rất là vừa, để có nghĩa là các chị sơ vin cũng được, các chị mình không sơ vin thì cũng không bị dài quá đâu ạ. Nhìn cái máy vào cái đúng nhá. Đẹp quá luôn ấy. Các chị ơi nhìn này, màu nào cũng yêu cơ. Vàng của nó là dạng tươi tươi đậm đậm đấy các chị nhá. Thân nó có giãn như này mà 73 cân là em đặt size đấy. Hàng nhà em thì luôn luôn phục vụ với các chị là gì ạ? Đẹp vừa tiền nhưng mà size số đa dạng. Có nghĩa là chị nào đến với nhà em cũng có quần áo vừa. Đấy, tránh trường hợp là các chị mình có tuổi rồi thì ví dụ như là kiểu cân nặng ấy, nó gọi là đẫy đà một tí thì là sẽ là không có quần áo vừa. Rất là nhiều cái mình thích nhưng không vừa, nhưng mà thực ra là nhà em thì gọi là gì ạ? Đáp ứng đầy đủ tiêu chí của các chị luôn ạ. Đẹp không các chị? Sơ vin hay không sơ vin mình đều đẹp của em luôn. Cái xanh này thực ra là gì ạ? Các chị nhìn thì cảm giác như là nó là khó mặc nhưng mà thực ra là màu nó rất là lạ. Rất là lạ, ủi vàng đẹp nhỉ. Đẹp quá các chị ơi. Cái chân váy là 190, còn cái áo là 160. Cho em Lan xin mã hàng là mua cả bộ thì các chị comment là gì ạ? Áo 030 vàng kèm với và gì nhỉ? Và chân váy 36, CV36 và để lại số điện thoại là được. Nhớ là mình mua cả bộ mình phải có cả cái mã áo và mã chân váy cho em nhé. Chứ đừng mua áo chưa, áo 030 kèm chân váy em đang mặc là không được đâu. Là sai cú pháp rồi đấy ạ. 100 đơn hàng đặt chỉ có 60 đơn là gần như là có đầy gọi là đủ cú pháp, đúng cú pháp thôi. Còn có những chị này áo 030 kèm chân váy em đang mặc thì là chắc chắn là không chốt được đơn rồi. Đấy các chị nhá. Nó phải có cả hai cái mã của nó bởi vì cùng một cái chân váy này em đang mặc với rất là nhiều cái áo khác nhau. Tay của nó là tay von tơ lỡ chị ơi. Đấy, nhẹ lắm. Các chị mặc những dòng này các chị rất là thích luôn. 73 cân đổ lại em size Lan có size đến 3XL cho các chị mình. Co giãn 4 chiều. Màu xanh, màu cho em Lan tông màu nâu. Màu nâu này ví dụ như các chị có thể mặc với màu đen cũng đều được nhá. Với cả các chị mà mix với nâu này. Nâu sáng, nâu trầm như này cũng đều rất là đẹp này. Đấy, chân váy màu nâu của 36 với cả áo 030 màu nâu. Áo 030 màu nâu, 73 cân vừa chị ơi, 70 cân, 73 cân vừa. Ok chưa ạ? Chân váy em Lan chỉ có hai màu thôi, nâu với cả đen. Nâu tây nó cực dễ mặc luôn đấy các chị ạ. Nhẹ quá, mặc thích quá, không muốn cởi ra luôn chị ơi. Ok, em sẽ sang một cái mã nữa cho các chị, em lấy áo cho chị cho. Ôi giời ơi, các chị ơi. Cái gì đây, cái này bao tiền em? À quên mã gì? 45 à? Đẹp không các chị? Mã mới cực cực cưng luôn, sơ mi. Sơ mi nhá. Cổ của nó sẽ là cổ đứt nửa như này. Em mặc luôn mẫu này, màu đỏ, em có màu trắng. Qua mã luôn 030. Mình cứ mua 10 mã mình để lại số điện thoại cả 10 giúp em với các chị. Mua 10 mã thì có số điện thoại cả 10. Không cần sơ vi luôn. Mặc như này cho dân giá. Mặc như này cho dân giá các chị đẹp của em ơi. Chốt luôn vào ngay. Cổ nó sẽ là cổ tim như này. Chất của nó là hàng đẹp đấy các chị. Đẹp lắm. Mở cúc này được. Mã này các chị nào lấy comment là áo 945 phải không? 945. Áo 945. Mã áo lên đơn là 945 kèm số điện thoại để em nhận đơn. Mặc áo chấm bi đằng sau em. Mặc rồi đây chị Loan. Ngủ chồng cu lên bây giờ về. Vào. Cũng là mã mới của hôm nay. Chị Loan à. Chờ em tí em mặc lại cho. Đấy. Chị ơi con này thì quá đẹp. Em bán tặng các chị có 185 thôi. Không phải lo gì nữa. Nhá. 73 cân đổ lại em nhận đơn các chị. 73 cân đổ lại. Lên đơn chuẩn mã hàng và mình lên số điện thoại cho em Lan là áo 945 ạ. Áo 945 kèm số điện thoại. Áo mã 945 em là có tông đỏ, sơ mi, thân cốt tông hàng có giãn. Em thiết kế những cái em này cho các chị là rất là dễ mặc đấy. Đấy, béo cũng không bao giờ lo khó chịu hay là mình mặc cả ngày không khó chịu tí nào, thân có giãn này. Được không ạ? Các chị nào lấy comment cho em Lan ạ. Mã này đang là 185.000, mã mới chuẩn luôn, không phải lo gì. Chuẩn bao xịn sò cho các chị. Mã lên đơn là áo không áo 945 ạ. Áo mã 945. Cho em xin mã áo và lên xin số điện thoại là được. Áo 945 tông đỏ và áo 945 tông màu trắng. 40 cân đến 73 cân em nhận đơn các chị. Chất co giãn 4 chiều. Được không ạ? Em chưa cần sơ vin đâu.
Đấy, bao đẹp luôn nhá, không cần phải lo. Đây là nó là liền luôn rồi các chị ơi. Đây là nó may liền, như là kiểu như là ký giả di lê ấy. Trời ơi, em này mà màu trắng này mà mặc mấy cái chân váy xòe thì gọi là như kiểu là học sinh cấp 3 luôn. Các chị ạ, à, con này mà mặc cái con chân váy 44 như em ấy thì cứ như là học sinh cấp 3 luôn ấy ạ. Đấy, như là mặc một cái di lê luôn ấy các chị. Đẹp quá. Mà chẳng phải là chân váy dài thôi thì cân công sở như này mình gọi là gì ạ? À? Đứng đắn. Chốt luôn mã này, chưa có số lượng mấy đâu, thôi em qua mã luôn cho nhanh. Mã này em chưa về được số lượng bao nhiêu cả, em qua mã luôn nhá. Chị nào lấy mẫu này ạ, à, như có những cái mã mà em đã có số lượng rồi thì em sẽ gì ạ? À? Em ơi không thể như thế được đâu, nó dần dần. Gì nhỉ? Em có số lượng thì em sẽ là nhanh. Còn ví dụ những cái mã mà nó có số lượng ít là em phải đảo mỡ rất là nhanh thì mình cố gắng là gì nữa. Em ơi, có con kẻ này đẹp này. Đây là em để mã riêng này. Ôi, ta đúng loạn cả lộn lên nhỉ, lẫn cả lộn lên nhỉ. Rồi, ok. Em có loát được màu không? Bây giờ là màu gì? Đen, vàng, đen trắng. Ok, các chị ơi lên mã hàng và mình để lại số điện thoại của em nhé. Là cần gì phải lắm màu thế, nó loạn lộn hết lên. Bán đau hết cả đầu. Chán, bạn ơi. Bạn ơi, mới chả... bạn ơi bạn ơi mới bảo bạn ơi à, đẹp lắm các chị ạ. À, ủa em ơi, có mấy con áo nơ nơ của nơ nơ dưới kia lúc chị cũng phải vứt ra cùng con 99 ấy, em không ấy à, còn cùng con 99 mà em không nhặt lên đây chị bán à, để phân mẫu ấy. Ui dồi ôi, trời ơi, đáng nhẽ nhầm phải 19 mấy em ạ. Này này, có rẻ bán 190 thì mình có lãi, đặt size to như thế nữa quá là đẹp, chốt luôn vào ngày không còn một cái nịt. Chị ơi nhìn này, lên mã của em Lan là gì nhỉ? À, 46 ạ. Nhìn kỹ nhá, nhìn kỹ phần tay này. Nhìn kỹ cái tay cho mình thích, cái tay nào mình lấy cái tay đấy của em phát nhá. Lắm thầy nhiều ma, lắm cha con có lấy chồng. Nếu mẹ nữa, mẫu mấy mã như là gì ạ? Các chị ơi nhìn này, nó đẹp quá luôn. Em là gọi là màu này là kẻ gì? Áo mã gì? Áo 946 ạ. Em đòi đâu ra con 46 đó. Mã hàng và mình lên số điện thoại. Bạn ơi, tao cũng đến chặn Facebook rồi. Nhà nó đang xem lại. Bao nhiêu em? Kẻ à? 946, đây là kẻ bé ạ. Là 45. Cái gì em? 185.000. 185.000. Size 17-13 cân là chốt luôn vào ngay em phát. Em thề luôn ấy. Em thề luôn thôi mà em không mặc nữa. Cũng chẳng có hàng luôn. Chị ơi đẹp quá này. Được không? 63 cân, à quên 73 cân đổ lại nhá. Được không? Màu em đang có này. Trắng đen chỉ đặt một duy nhất những chị mà size gì ạ. Đáng nhẽ như em chỉ chạy một kẻ này thôi này. Một kẻ này thôi. Em nhận đúng một cái con kẻ em đang mặc này là gì ạ? Đến 73 cân. Còn đâu là đến 62, 63 cân đúng không? Mã này chị nào lấy các chị comment là áo mã gì em? Áo 946 ạ. Mã 946 và để lại số điện thoại. Em đang có gì à? 946 kẻ đen trắng. Mình comment đúng mã của em nhá. Áo 946 kẻ đen trắng là cái tay em đang cầm đây này, kẻ nhí này này. Kẻ nhí này là kẻ đen trắng. Kẻ vàng. Các chị nhá, áo 946 kẻ vàng. 946 cho em đang kẻ màu. Be. Tay, phần tay rộng rãi, bắp tay to, không lo bị lộ bắp tay luôn. Ok chưa? Em đang bán cho các chị là 185.000 không lo giá. Thân cốt tông và tay của nó sẽ là chất liệu là dạng như kiểu là vải thô ấy các chị. Thô của nó là thô lụa mềm nhá. Thô lụa mềm chứ không phải thô cứng. Mặc cực sướng luôn. Chuẩn mã hàng cho em để có đơn hàng đi các chị ơi. Mã nó kém quá nhờ. Ôi, áo mã? Áo 946 ạ. 946. Áo 946 và mình lên số điện thoại. Em qua mã luôn, không có hàng ấy các chị ơi. 946 kèm số điện thoại, lên con này luôn nhá. Cho chị con kia đã, cho chị con kia luôn. Con cẩn xích xích. Rồi ok, mang lên. Áo vải 946 chị ơi, 185.000. Size 73 cân đổ lại để em nhận đơn. Áo chấm bi vừa nãy em đã lên rồi, các chị chốt bão rồi đấy các chị. Chốt bão rồi. Con đấy nó có đen với trắng. Ôi con này xinh không? Em này xinh dã man luôn các chị ơi. Xinh ơi là xinh luôn. Mã hàng và lên số điện thoại, nhớ là mình đặt hàng mình có số điện thoại với cả mã hàng của em với nhá.
nhẹ bút không? Con này nó dạng như là vừa là áo phông, vừa là áo kiểu, vừa là áo gì em không biết, nhưng đẹp quá các chị ạ. Mã gì em? 702-185. 702-185 nghìn. 702-185 nghìn, hàng Quảng Châu đẹp luôn các chị. Hàng Quảng Châu, báo sai chị đi. MLX 40-63 cân. 40-63 cân, hàng đẹp luôn các chị ơi. Em bán tặng các chị có 185 nghìn thôi. Lên chuẩn mã hàng của em Lan là áo mã 702 702 và để số điện thoại. Phần này của nó sẽ là đá đổi màu. Phần này của nó sẽ là xích, mà xích gọi là xích đính đá các chị nhá. Đấy, thị trường các chị có thể là mua hơn 300 cũng là gì ạ? Cũng là được thôi các chị ạ. Tại vì nó đẹp lắm. Chất của nó dày dặn đẹp. Cốt tông hàng xịn Quảng Châu. Mình lên chuẩn mã hàng của em Lan là áo mã 702 và để lại số điện thoại. Áo 702, cách số điện thoại để em nhận đơn các chị. 185 nghìn. Áo mã 702 185, một màu duy nhất hàng Quảng Châu. Cái phần này của nó là xích ép đá nha các chị đẹp nha em nhá. Xích gọi là ép đá hết này. Xong nó gọi là may cẩn thận tỉ mỉ vào đây rồi, không phải lo. Kể cả các chị giặt máy, những phần đá này của em không rơi không rụng. Được chưa ạ? Lên chuẩn mã của em Lan là áo mã 702 và để lại số điện thoại để em nhận đơn. Em qua mã luôn nhá. Rất là nhanh và rất là nhanh. Chị, các chị nhìn nhanh giúp em một tí để em lên được nhiều mẫu. Không là gì ạ, không là nó chậm quá các chị. Nó chậm nó được ít mẫu ấy. Áo mã 702, cách số điện thoại. Còn lên Lan Man này, toàn hàng này chết em. 702. Nào, mang đấy con lấy đâu nó nốt đâu. Con này là cốt tông xịn này. Mã gì vậy? Mã mới luôn các chị. Áo mã 943. Em có đấy ít rồi. 62 cân đổ lại để em nhận đơn các chị. 40-62 cân đổ lại. Con này bảng màu của nó thì là gì nhỉ? 4 màu liền cơ. Em này cũng là như em canh đang trèo đằng sau. Như em canh đang trèo đằng sau nhé các chị nhá. Mặc luôn con da báo kia không? Sáu hai cân đổ lại 185 nghìn. 185 nghìn. Các chị lên mã này cho em Lan là áo mã 943 các chị ơi. Mã áo lên đơn áo 943 và để lại số điện thoại. Có áo đá dài tay không à? Đá dài tay em lên cho chị 1-2 mẫu nhá. Em ở dưới kho còn mấy mẫu liền mà em không lên, không mặc của chị, không lấy lên mà bán. Nó kèm 1-2 mã dạ, đá dài tay nhiệt. Đẹp quá này, màu xanh các chị ơi. Màu xanh, xanh của nó xanh đậm đậm. Màu này em có là màu gì nhỉ? Màu đỏ. Gọi là màu đỏ. Em gọi theo cái phần mà tay, ở phần tay áo các chị nhá. Chuẩn mã của em Lan là áo mã 943 cho em màu đỏ. Áo 943 tông trắng. Áo 943 cho em là tông màu nâu. Và màu vàng em đang mặc trên người. Phần dáng áo các chị nhìn giúp em cho các chị có thích hay không. Xong rồi là gì ạ? Các chị chọn màu cho em theo ý thích của các chị đi cho nhanh. Đấy các chị nhá. Bởi vì là thực tế là những cái mẫu này thì em đang chưa có số lượng nhiều lắm. Cho nên là nếu mà like lâu ấy là không có hàng để trả khách. Là phải chờ là rất là gì ạ, khó luôn, khổ luôn ý. Được không ạ? Thân của nó sẽ là cô tông hàng xịn rồi. Tay của nó sẽ là con tơ lụa. Đấy, và phần này của nó sẽ là co giãn này các chị này. Kể cả bắp tay to không lo hả? 185. Mã gì? Áo 943. Áo mã 943. Đẹp không các chị ơi? Mix với chân váy là quá là xinh luôn. Nhà em nhiều chân váy lắm nhưng mà gọi là tạm thời em đang mặc 1-2 cái chân thôi. Để các chị nhìn nhá. Tẹo nữa em mặc sang sơ mi thì các chị mình có thể là gì ạ? Nhìn để chọn tiếp chân váy. Còn đối với cái mã chân váy em đang mặc thì nó rất là dễ mặc với mọi người đấy ạ. Mà đang đủ size đến tận 6-7 cân. Đấy, 6-7 cân. Cho em Lan xin nút chia sẻ like nó đỡ bị ẩn comment các chị nhá. Mã lên đơn của em Lan là áo mã 943. 943 màu vàng, 943 xanh, 943 màu đỏ, 943 màu trắng và 943 gì nhỉ? Màu nâu. Em gọi là nâu nhưng nó là nâu sáng. Và màu vàng. Ôi đẹp quá các chị ơi. Big set này. Gọi là có một cái chân váy các chị có 10 cái áo là ra được 10 set khác nhau luôn ạ. Quá là đẹp luôn, em qua mã luôn. Lên cầm hộ chị mã này. Lên chuẩn mã hàng giúp em Lan là áo mã 943. 943 cho em xin cái mã hàng chuẩn.
Cái mã hàng để mua hàng nó rất là quan trọng đấy các chị nhá. Khác gì người các chị không có tên là ra cổng chợ mà gọi ấy ơi là gọi là gì à? Không đứa nào nó thua đâu ấy các chị nhá. Ra cổng chợ mà gọi ấy ơi là không ai thua đâu. Cũng như vậy thì là nhà em bán hàng, các chị cho em xin cái mã hàng chuẩn và lên số điện thoại để nhà em chốt đơn hàng. Đấy, bên em cho chị mặc cái gì? À, con chấm bi đằng sau ấy. Mặc lại á, mặc lại lùi thế nhỉ? Mặc lại lùi lắm các chị ạ. Và em lên thử một con sơ mi cho các chị. Mã chân váy của em đang mặc thì các chị comment là chân váy mã 36 cho chị con gì rồi? Con này có đùi sai không? Lên mấy con sơ mi xịn sò này cho các chị mặc gọi là thích luôn. Con sơ mi kia đây à? Con này còn sai. Kia ở kia. Trắng đen này à? Con này. Còn đủ không? Hả? Ô, cái mày chồng lên nó như thật đấy nhỉ? Cô chị cái nhá. Nào bây giờ một buổi xả cái gì nữa thôi. Cho nó hết hàng đi, còn nhiều hàng lẻ lung tung quá. Ui đẹp lắm này các chị ơi, cái chân váy này cũng đẹp nhá. Em lên cho các chị một em là một em sơ mi hàng Quảng Châu gọi là sướng. Đây này. Đúng không? Bao sướng bao xịn. Đây là chân váy này thì đặc biệt là các chị nào bụng to không bao giờ lo lộ bụng này. Nó ôm bụng cực tốt luôn. Ôm bụng cực tốt luôn, khóa kéo giọt lệ đằng sau lưng và chất vi tết hàng nó rất là đanh. Đối một em sơ mi này thì các chị công sở không công sở đều mặc rất là thích. Bởi vì nó là dòng sơ mi dài tay và co giãn 4 chiều và ép đá rất là sang. Được chưa, em chỉ bán cho các chị 220.000. Được chưa, các chị nhìn hộ em này. Thân của nó là thân lưới 2 lớp nhưng tay của nó là lưới 1 lớp. Phần thân của nó sẽ ép đá và cái cúc này bổ rất là dày. Các chị mình không sợ kênh cựa ngực lên. Đây các chị này. Được chưa ạ, và nó quá sang chảnh luôn. Chân váy này là mã chân váy 17 phải không em? Chân váy mình lên đơn cho em là CV17. Em đang có màu đen với cả là màu nâu. Chị nào lấy chân váy thì mình comment mã hàng là CV17 và để lại số điện thoại là em nhận đơn 67 cân đổ lại là em có size vừa cho các chị nhá. Nâu này và đen, khóa kéo giọt lệ đằng sau đây chị này. 170.000 chị ơi. 170.000. Lên mã hàng cho em đang là CV17 và để lại số điện thoại là em nhận đơn. Là chốt chân váy 170, size tầm 67 cân đổ lại. Chất váy nhà em thì không co giãn nhiều. Con này thì không co giãn bởi vì chân váy co giãn quá ấy. Nó phải là chân kiểu như là bút chì hoặc là dáng kiểu body chị nhá. Còn chân A của nhà em Lan thì làm chất này nó rất là đanh. Để nó ôm cái vòng bụng của các chị đấy ạ. Không bị lòi, không bị lộ mỡ gì cả. Được không? Ôi thân áo đẹp nhỉ. Trời ơi, em cảm giác là em mặc sơ mi nó cũng gọi là hợp như nào các chị ạ. Sơ mi quá là sang luôn ý. Mà mặc như không mặc cái gì luôn. Phần đá của nhà em không rơi công dụng ạ. Không chị nhá, không rơi công dụng. Chất áo co giãn 4 chiều. Mà áo các chị lên đôi là sơ mi mã gì em? Sơ mi mã 311 và để lại số điện thoại. Em đang bán các chị áo là 220.000. 220 size đến 67 cân đổ lại là vừa cả bộ của em luôn. Sơ mi mã 311 và mình lên số điện thoại và kết hợp với chân váy mã 17. Các chị ơi, CV17 mình mua chân váy. Đẹp quá. Chân váy mã 17. Sơ mi mã 311. Cách số điện thoại là em nhận đơn. Đẹp ơi là đẹp. Cái con dập ly, con chân váy dập ly nhà mình còn hàng không em? Trời ơi, con chân dập ly mà cái con dập ly ấy không phải dập ly dài đâu. Dập ly lỡ mà mặc được với con áo su đẹp. Cho chị mượn cái áo su thì ôi xinh. Chị chợt nhớ ra, trời ơi nó nhiều mẫu quá các chị ạ. Nhiều mẫu quá, hàng Quảng Châu nhé. Mua luôn mà ngay giá này chứ chị không phải lo gì. Không bị lộ bụng nữa. Chất cực sướng luôn mà hàng có size ấy, không phải hàng ly. Ngực em đang rất là đẩy. Bởi vì là ngực em cũng đang kiểu như là đang kiểu rất là căng căng khó chịu. Mà cái cúc này không hề bị kênh tí nào này các chị này. Được không? Không hề bị kênh ngực luôn. Mà thân áo bỏ buông ra rất là dễ nhá. Chị ơi, thân của nó sẽ là, tay của nó sẽ là lưới một lớp thôi. Nhưng cái thân của nó là lưới 2 lớp đấy ạ. Bình thường các chị mặc sơ mi dài tay nhá, thì các chị phải kéo lên. À các chị phải sắn, nhưng mà cái này của em các chị kéo phát được. Hàng này thì chị nào mà đã biết mặc quen những dòng này nhà em là các chị bị nghiện sơ mi nhà em lại. Thật sự luôn. Bởi vì người ta toàn chạy hơn 300 thôi. Nhà em đang bán cho các chị là gì ạ? 220.000. Được chưa các chị ơi?
Chốt cho em Lan sơ mi mã 311 và mình lên số điện thoại hàng Quảng Châu 220.000. Thân áo rất là vừa, nếu các chị mặc quần vải mình không cần sơ vin cho em vẫn rất là vừa luôn đúng không ạ? 220 con này đang có số lượng vừa vừa thôi, không nhiều lắm đâu. Bởi vì hàng Quảng Châu bây giờ chưa về được hàng nhiều ấy các chị. Mà em đang ôm hàng từ lúc trước mới có. Chị ơi nhìn hộ em này, hàng có sai và có giãn nhá. Hàng nhà em thì em báo với các chị như thế nào nó là như thế, mình nhận hàng gì ạ? Được như vậy luôn. Đấy, thân áo đẹp quá luôn ấy. Mà ép đá này, nó sang xịn xịn mịn sướng luôn. Chuẩn mã cho em là sơ mi mã 311 và mình lên số điện thoại. Em sang tiếp cho các chị một con sơ mi hoa nữa. Sơ mi mã 311 và mình để lại số điện thoại là em nhận đơn nhá các chị nhá. Con này nữa các chị không tranh nhau luôn. Lúc nào em xử lý kia chị. Đó. Hôm nay gần 8 rồi. Chị dỗi bố trí cho mày. Sữa tắm rồi. À, để chai sữa tắm giặt sạch cực luôn nhá. Cái sữa tắm mình đang tắm ấy, chị lấy ra chị hay vò khẩu trang với cả áo chip của chị. Tại vì vào nhà tắm lắm lúc không có xà phòng là ta lấy sữa tắm để ta giặt áo chip. Em cẩn thận lắm, nhiều lúc áo chip hoặc là cái gì của em không giặt được tay, em toàn tự không giặt được máy, em toàn tự giặt tay. Cái sữa tắm nhà mình còn không? Sữa tắm Thái đâu hết rồi? Chai mỡ đâu? Ui các chị ơi, lấy cái sữa tắm mà tắm xuống. Thề luôn là không phải tắm mà là ví dụ như là có lỡ giặt quần áo cũng lấy cái sữa tắm đấy giặt cũng thơm. Vừa thơm mà nó lại cũng rất là sạch luôn ấy. Sữa tắm thích lắm. Sữa tắm gọi là gì? Sữa tắm Thái. Trên váy mã 17 các chị nhá. CV17. Em sơ mi dài tay này của nhà em cũng là hàng Quảng Châu. Chất của nó cũng co giãn 4 chiều. Đấy. Đẹp cực kỳ là đẹp luôn, ép đá của nhà em này, sang xịn luôn ạ. Chuẩn mã hộ em nhá các chị nhá. Co giãn 4 chiều size 67 cân. Size 67 cân đủ lại là em nhận được các chị. Mã sơ mi gì đây về em ạ? À? Phải không? Sơ mi mã 577 và mình lên số điện thoại một màu duy nhất thôi. Sữa tắm Thái. Tắm không sướng không tích, giả là em. Điều đầu tiên các chị nhận được phát là nó quá là thơm. Thơm lắm ấy các chị ạ. Em tắm rất là nhiều dòng rồi nhưng mà dòng này thì em kiên trì nhất và chia sẻ cho các chị. Thứ nhất là hả? Dầu gội không? À dầu gội đâu? Mẫu đâu? Mang đây. À, thứ nhất là gì nhở? Thứ nhất là nó thơm, là em cứ thử xuống thơm là em thích. Thơm nhưng mà tắm xong nó không bị nhớt và không bị khô da. Mặc dù là nó vừa tiền. Đấy, em đang bán ra các chị là 120.000 một chai 1 lít 2. Nó sẽ có vị hoa màu hồng này và màu vàng, vàng là tay em đang cầm. Và nó có bông hoa này màu hồng nữa thôi. Hai cái vị nó đều rất là thơm. Hai vị đều rất là thơm. Các chị lấy kèm thử cho em một hoặc hai chai sữa tắm. Đấy, 120.000 một chai sữa tắm Thái. Các chị lên đơn mã sữa tắm, lên đơn là sữa tắm Thái và để lại số điện thoại. Hoặc là sữa tắm thôi. Kèm số điện thoại để em nhận đơn. 1 lít 2 của em nhá các chị nhá. Cái chai của nó là chai vòi đây nhưng mà em vặn ra như này các chị. Ngửi nó muốn ăn luôn các chị. Nó rất là thơm luôn. Mà đặc biệt nhá, nếu các chị nào có nhỡ nhỡ mà phải giặt áo chip hay là giặt khẩu trang mà ở trong nhà tắm ấy mà không có xà phòng, các chị lấy thử các chị giặt xem. Sạch cực kỳ mà nó thơm lắm ấy. Giặt xong mà ví dụ mình có bị cái khẩu trang vào trên gọi là trên mặt, trên mũi mình ấy, nó cũng không bị kiểu như là khó chịu đâu, không mùi tanh tanh như là mùi xà phòng hạt đâu. Rất là thích cái chị ạ, sữa tắm Thái. Thích lắm, nó có hai chai màu hồng với cả màu vàng đấy. Hai vị đều gọi là gì nhỉ? Đều thơm. Các chị cứ lấy hai chai để trong nhà tắm, tắm dần của em cái. Cả nhà tắm được kể cả trẻ con, bởi vì là nó không bị khô da đâu. Tắm xong các chị ra, các chị không bị khô là các chị biết rồi. Thoải mái luôn mà em đã dùng dòng này, mới cả em chia sẻ các chị thì các chị yên tâm. Đấy, lên đơn là sữa tắm Thái nhá. Chai 1 lít 2 là 120.000 chị ơi. Lấy kèm đơn hàng đi. Lấy kèm đơn hàng, đằng nào mình có đơn. Rồi ok, ui, sơ mi mã gì nhỉ? 577. Các chị ơi, mình mua mã nào mình cứ có số điện thoại cả mã đấy. Trời ơi, em cảm giác là em mặc sơ mi em thấy hợp quá các chị ạ. Dầu gội đầu bưởi, giảm dịu rụng tóc, kích thích mọc tóc, vừa mềm, vừa mượt và vừa thơm. Mọc tóc nhá. Các chị gội một thời gian là gì ạ? Tóc con nó mọc lên. Các chị có nhìn tóc em này. Đợt trước nó rụng dã man, xong là bây giờ gội xong bây giờ nó mọc lên một cái lợt tóc mới gọi là như nấm luôn. Dầu gội đầu bưởi các chị đang mua 220.000 một cặp đúng không? Hay là 250.000 một cặp đúng không? Em bán cho các chị 140.000 một cặp luôn. 140.000 một cặp dầu gội đầu bưởi. Công dụng của dầu gội đầu bưởi: giảm rụng tóc,
kích thích mọc tóc, vừa mềm, vừa mượt và vừa thơm. À, sữa tắm nước giặt nhà em Lan cực thích các bạn ạ. Em cảm ơn chị Lâm. Cả sữa giặt cũng sướng mà. Sữa giặt cũng rất là thích luôn chị ơi, vừa sạch với cả vừa rất là thơm, em thích thơm lắm. À, dầu gội đầu các chị nhá. Dầu gội đầu bưởi, một chai gội với cả một chai xả. Dung tích của nó là chai 850 ml, em bán cho các chị là 140.000 một cặp. Được không ạ? Lên đơn là gội bưởi và mình để lại số điện thoại là em nhận đơn, 140 một cặp. Áo em mặc là 220. Con này áo sơ mi này mặc như không mặc gì trên người luôn ạ. Lên đơn cho em đang là gì ạ? Gội bưởi và để lại số điện thoại là em nhận đơn các chị. Nhá các chị nhá, cả nhà dùng được giúp em đi ạ. Một chai gội và một chai xả, dung tích của nó là chai 850 ml, chứ không phải là chai 650 ml nhá. Cũng là gội bưởi nhưng dung tích của nó 650 ml thì nó sẽ rẻ hơn nữa đấy. Đấy, em chỉ bán cho chị nếu mà dung tích 650 ml em chỉ bán cho chị 120 thôi, chứ không phải là bán gì ạ. Như các chị mua là 190 hay là 100 mấy, em không biết. Đấy các chị nhá. Tiện đơn các chị lấy luôn, những cái sản phẩm nó rất là thiết thực rồi. Ok chưa ạ? À đây nữa, các chị ơi em mời cái này. Trời ơi, quần áo các chị mà có mốc đến cỡ nào nhá, hoặc là ga gối hoặc là chăn màn các chị mà có gối, cái gối mà có bị mốc từ bao giờ rồi. Nếu mà mình muốn giặt cho nó trắng lại các chị ạ, thì chỉ có cái dòng tẩy là thần thánh này của nhà em này. Một chai số 1 và một chai số 2, một cặp này của nó có 90.000. Thứ nhất là tẩy sạch bất chấp tất cả các viên bẩn. Cộng với cả nó tẩy xong nó sẽ không có cái mùi hôi của thuốc tẩy. Các chị nhá, không có cái mùi hôi của thuốc tẩy, mặc dù các chị không xả lại bằng dầu bằng gọi là bằng nước xả. Đấy, không cần bằng dầu xả thơm thì cái tẩy này nó không để lại mùi. Và thích một cái nữa là nó dùng được cho tất cả quần áo màu và quần áo trắng. Các chị ạ, có nghĩa là kể cả quần áo các chị màu đỏ, màu vàng các chị ngâm vào nó cũng không bị phai. Đấy, dùng được cả cho tẩy màu và tẩy trắng. Được chưa ạ? Nó bị mốc nhá các chị ơi, quần áo các chị ạ. Trời ơi, cái gối mà gọi là có trẻ con ấy, mà ví dụ như mốc lên các chị tẩy á, mua những cái dòng tẩy kia không tẩy được, dòng này của em tẩy được luôn. Tẩy được ạ. Những cái này nó có hướng dẫn ở đây, các chị pha theo tỷ lệ này. Và đặc biệt nó sẽ dùng pha bằng nước nóng nhá, tẩy bằng nước nóng. Các chị lên đơn là tẩy mốc. Cái này nó có hướng dẫn sử dụng đây, chữ to như là gì ạ? Đèn pha ô tô rồi nhá. Về các chị đọc lại chai số 1 và chai số 2, một cặp của nó sẽ là 90.000. Tẩy không sạch giả lại em giả lại tiền. Nhà em dùng hết rồi đấy, em mới bảo các chị đấy. Không phải là em gọi là gì ạ? Không biết cái gì mà không dùng mà em bảo các chị đâu. Tất cả gì em cũng đều dùng. Ấy, đầm phối kẻ sọc caro bao nhiêu mình vào like sau không? Đầm phối kẻ sọc caro là cái gì ạ? À, hay ở kia. Mắt chị đang nhìn ở chỗ nào? À, không biết là chị nhìn ở đâu luôn đấy chị ạ. Không biết là chị nhìn ở góc nào, thôi thì để em like dần lượt nhá chị nhá. Bán hàng kiểu chi mà mua cái áo không trả lời. Chị Hương ơi, chị mua ở đâu hả chị? Chị ơi em bán muốn bán hàng lắm ý chị ạ. Bây giờ đây này, may em đang đá đưa vào cái may đấy của nhà chị đang ở là cái bếp phụ của nhà em nó quá ít người. Mà cái máy chính của nhà em nó đang rất là đông, mà tất cả ba máy. Em đã nói với các chị là gì ạ? Em không thể trả lời tất cả các comment ở trên live được đâu. Khách hàng thông cảm giúp em nhá. Còn mình nhắn tin ở đâu ạ? Nhắn tin ở fanpage thì ví dụ những cung giờ hành chính thì được. Thì ví dụ như lượng đơn tin nhắn nó quá tải, các bạn đang trả lời lần lượt các chị nhá. Đấy, chứ không phải là gì ạ? Không, bọn em không trả lời. Và cố gắng là mình mua cái gì thì mình nghe rõ cho em với, chứ bây giờ ai em cũng đứng đây để tư vấn theo mọi người thì em không thể tư vấn được. Được chưa ạ? Mình nghe rõ giúp em với ạ. Mình cần tư vấn gì thêm thì có nhân viên nhà em hỗ trợ để tư vấn thêm. Còn bây giờ em đứng mẫu thì em không thể nào mà trả lời hết mọi người được đâu. Chị thông cảm giúp em nhá. Chị đang bảo là bán hàng kiểu chi mà mua cái áo không trả lời. Ok, thôi mình thông cảm giúp em với vậy. Hoan hỉ của em cái. Em muốn bán hàng lắm chứ không phải không đâu. Chị ơi em này sơ mi hàng Quảng Châu. Lên mã cho em đây là sơ mi mã. Sơ mi 577 ạ. 577, hàng có giãn có size, 220.000. Size 67 cơ là em nhận đơn. Chân váy mã 17. Chân váy là lên đôi là CV17, màu đen hoặc là CV17 màu nâu. Và mình để lại số điện thoại. Mẹ thề luôn, chiều nay mà thằng mạng nó không đến là tao đi tìm bố nó tao được. Đấy các chị ơi, lên mã này của em Lan là gì ạ? Mi 577 ạ. Để chị chụp lại cái màn hình cho nó, để nó đến nó xem. Cái này có bán được hàng. Họ từ tối qua này. Tí nữa mày gọi lại đi. Sơ mi mã 577 và mình để mà view vẫn cao như này cái máy chính.
Sơ mi mã 577 các chị nhá. Hàng của nó là co giãn và hàng có size. Đến 67 cân đổ lại là em nhận đơn các chị luôn. Sơ mi mã 577 và mình lên số điện thoại là em nhận đơn. Ôi chị muốn bán những con dày dày một tí. Cái gì cũng muốn bán này, chết rồi các chị. Cái gì cũng muốn bán vào like là gì nhỉ? Cái gì muốn bán nhưng mà cái mạng đấy thì không thể mua bán được nhiều đâu. Nó đắt lắm. 7B bảo nó B lên, nó xếp dần nó vào quy định đi. Còn những con mà mình đã like là mình B lên. Chị ơi em này đẹp quá luôn. Ui đẹp quá. Nhìn này. Thực ra nhá, những cái dòng sơ mi này nó thiên về những cái tông rất là sang và đứng đắn. Có nghĩa là các chị nhìn thấy ở bình thường ấy, có nghĩa là các chị nhìn mà chưa mặc lên người thì nó rất là bình thường, nhưng các chị mặc lên người nó cực kỳ là gì ạ? Sang luôn. Bởi vì ở phần hoa văn của em này, nó là chất liệu là thun lưới hoa 3D và hàng ép đá, 220.000, size 67 cân đổ lại là em nhận đơn các chị. Chị nào lấy sơ mi của em đang mặc trên người, các chị lên đơn là sơ mi 560 ạ. 560 và để lại số điện thoại. Mặc những cái áo này cả ngày không hề bị khó chịu một tí nào. Tay dài. Và đặc biệt là sơ mi nhà em thì các chị mặc được các mùa như này. Đấy, co giãn rất là dễ chịu luôn các chị nhá. Mùa hè nó rất là thông thoáng, mùa thu, mùa thu, mùa đông mình có thể mặc được luôn. Đúng không ạ? Sơ mi thì có thể là các chị mặc bên trong, ví dụ là các chị có thể khoác thêm một cái áo vest ra bên ngoài, ví dụ trời nó nóng hơn thì mình có thể là bỏ gì nhỉ? Mình có thể là bỏ gì nhá, chị đang kiếm tiền đấy. Mày chở cái gì không cho chị chở đi. Mở cửa đây ra. Chờ nửa phút. Mã hàng kèm số điện thoại là em nhận đơn các chị. Các chị ơi nhìn đẹp không? Dễ chịu quá. Chân váy mã 17, CV17 và mình lên số điện thoại là em nhận đơn. Áo lên đơn là sơ mi mã 560. Ui đẹp quá. Khả năng là như kiểu là em hợp với sơ mi ấy các chị ạ. Khả năng là em hợp với sơ mi ấy. Em mặc sơ mi lên em cảm giác nó rất là đứng đắn luôn ấy. Đấy, rất là đứng đắn luôn. Mà kiểu như là cứ xinh xinh ấy. Kiểu như là cứ xinh xinh. Không hề khó chịu luôn ấy các chị ơi, đẹp quá. Em ơi em lấy con này xong em lấy cho chị một con áo vest V4 với V1 đây chị bán ấy. Đấy chị mặc 50 tiện với con chân váy công sở này luôn. CV17 các chị ơi. CV17 và mình lên số điện thoại là em nhận đơn. Chân váy của nó là dáng A chị. Ở đằng sau của nó sẽ là không dập ly như này này. Đấy. Nhá các chị nhá. À đây thôi tiện luôn mặc luôn áo vest nhá, không cần phải là không cần phải là gì ạ? Không cần phải là mặc áo bờ ra hay là áo đá gì nhá. Không cần áo bờ ra, áo đá gì cả. Chị lên hộ em con vest này mặc luôn vào ngay bây giờ. Các chị này. V4. Em lên một con áo vest tiếp theo luôn cho các chị luôn. Đấy, đẹp không? Trời ơi các chị ơi. V4 ạ. Vest là V4 và mình lên số điện thoại để nhận đơn. Áo vest đấy, từ nãy giờ quay lộn xộn chưa biết đường, mà cái khúc này như này mà. Xem cạnh mà xong này nói sao. Lấn lộn hết rồi các chị ạ. À. Dáng của nó trên váy là dáng A. Áo vest thì gọi là không có làm chị nào thất vọng đâu các chị ơi. 260.000 một áo, size 67 cân đổ lại là em nhận đơn các chị. Size 67 cân đổ lại là em nhận đơn. Chất Vitex của hàng công sở luôn. Rất là đứng áo luôn, vest là hàng một lớp. Bảng màu của áo vest V4 em có tay dài. Các chị nhá, em có cả tay lỡ nhưng mà em này là phiên bản tay dài. Nó quá đẹp luôn ạ. À. Đây hôm nay em may mix với áo vest với cả sơ mi. Bình thường em sẽ mix với áo đá, em sẽ mix với áo 2 dây. Nhưng hôm nay em mix với sơ mi luôn cho các chị để các chị nhìn. Đúng không ạ? Lên cả một set cho em quá xinh như này luôn. Chuẩn mã cho em cú pháp lên đơn là áo vest là V4 và mình để lại số điện thoại. À quên, không phải 67 68 cân đổ lại đi các chị. 67 68 cân đổ lại là em nhận đơn các chị luôn. Áo vest 260 nhận hàng bóc hàng kiểm tra hàng của em mới. Đấy. Bom hàng em lần sau tốt nhất không phải mua hàng nữa là ok rồi, đúng không? Đỏ em đã có đỏ, nó là đỏ tươi đậm đậm các chị nhá. Size 67 68 cân đổ lại mình chốt áo vest V4 cho em. Mà áo lên đơn là V4 và để lại số điện thoại tông đỏ. V4 cho em là tông xanh và V4 đen. Được chưa ạ? Đẹp không? Trời ơi, như ngân viên của ngân hàng luôn. Đây. Quá là xinh luôn. Em ơi, hôm trước chị ở qua chị đang nhìn thấy một cái áo mà ở bên phía mà gần cái con sơ mi đầu tiên đấy chị mặc. Mà nó là áo đá nhưng dài tay.
Đá kiểu dày tay đấy. Con đấy chị đang muốn bán. Đá vàng đúng không? Không phải đá vàng. Không. Cái con nó có hai màu trắng đen ấy. Tay trái gần gần giống có một lần có tay trái tim ấy. Con đấy còn rất là nhiều mà chị chả hiểu là em không bán hay là em định để lại mặc cái kiểu gì thì bảo chị. Chị ơi, lên mã này cho em đang là V. V4 mã hàng. Hộ em với, không phải lo đến chất. Trời ơi, chắc là vậy phải để mấy con sơ mi này để mặc thôi các chị ơi. Mấy con sơ mi này để mặc thôi. Đẹp quá luôn ạ. Nó sang lắm ấy các chị ơi. Nó là hoa 3D và chất liệu là lưới nhá. Hoa 3D và chất liệu là lưới. Cái con cổ ngọc ấy nha em nhá. Đúng rồi. Là cái đấy ở dưới đấy hay là nó là cái tay tay kia? Nó có. Con đấy là ở đấy là. Ừ. Chị ơi, mã lên đơn là V4. Mua áo vest luôn hộ em với. Có cả tay lỡ, y xì như này nhưng mà tay lỡ. Tay lỡ cổ V là V1. V1 thì nó có cả màu trắng nữa. Đẹp lắm, 260. V1 nhà em thì nó có 250.000 thôi. Em báo size rồi nhá. Size nào, mã nào có size đến bao nhiêu cân vừa thì em đã báo size với các chị rồi. Thế nên mình đặt hàng thì mình cố gắng là nghe cái mã hàng đấy xem mình có hay vừa hay không. Mình thích cái mẫu đấy không. Đấy, là mình để lại cú pháp là sẽ có nhân viên nhà em tư vấn đơn. Cái này của nó sẽ là mở cúc, à mở gì ạ, mở túi này. Nếu không thích mình có thể cho vào trong như này. Và nó có túi. Chuẩn mã hàng của em đang là V4 và để lại số điện thoại. Đỏ của nó sẽ là lên like bị tươi hơn bên ngoài một tí đấy chị ạ. Tươi hơn bên ngoài một tí. Ở ngoài của nó đậm đậm hơn. Đấy, V4 cộng số điện thoại là em nhận được các chị mã vét. Màu xanh than nhá. Chất của nó gọi là phẳng đét đẹp luôn các chị. Phẳng đét như này. Mã lên đơn là V4 xanh than. Than của nó sẽ là màu than đậm. Đấy, than đậm các chị này. V4 đen nhá. Và V4 cho em Lan tông đỏ. Mã và mình lên số điện thoại giúp em. Em sẽ sang tiếp cho các chị một mã hàng tiếp theo. Chị ơi, sơ mi em đang mặc trên người. Các chị comment là sơ mi mã 560 ạ. Trời ơi, đẹp thế. Mà em thấy nhẹ lắm ấy các chị ạ. Thật sự luôn, khi mà các chị nhận được hàng, các chị mặc thử em xem có phải em nói đúng không. Hay em nói liên tiên. Đấy, em thì rất là thích tay dài nhá. Không hiểu sao em hay thích kiểu tay dài này, tay lỡ này. Đấy, tay dài này, tay lỡ này. Hoặc là nhưng mà dài tay thì em lại thích kéo lên như này. Hoặc là sắn lên. Thì trông nó rất là khỏe khoắn và đứng đắn luôn ý. Đấy, có nghĩa là thích dài tay nhưng mà lúc nào cũng thích sắn. Chứ không phải là chứ không phải thấy nó dài mà mình sắn lên. Mà thích sắn lên ý. Thích sắn lên kể cả làm việc hay không làm việc. Hay đi kiểu như đi bình thường này này. Em cũng thích kiểu sắn cái tay, kéo cái tay lên ý. Mà dòng sơ mi này của nhà em thì các chị không cần phải sắn mà cứ kéo lên thôi. Làm việc hay gì cũng rất là thích luôn. Đấy, mà mặc nó không bị bít rít vào người đâu các chị nhá. 220.000. Lên chuẩn mã cho em đang là sơ mi mã 560. Hàng ép đá đấy mà em bán cho các chị giá bằng đấy thôi đấy. 220.000, size 67 cân đổ lại là mình có size vừa. 67 không? Cái đấy phải lấy chân máy khác em. Những con mà em bán thì em phải mang đây. Xếp tìm chỗ cho bọn nó xếp. Em không lấy được thì em phải chỉnh. Đây lên đây cho em. Những con nào bán thì nó quy tập về đây. Cái này là một con xuôi. À, chân váy mã 17. Đây nhá, nhìn con chân váy này đi. Xong em sẽ lên cho các chị một con chân váy nữa. Cái con chân váy mà nó có chữ D vàng này. Em lấy con mẫu ở đây chưa? Bởi vì là chị lấy một con của chị đi mặc rồi. Thế thì bảo ai là lấy cái chân này trong trong phòng chị. À nhưng mà chưa có gì cả. Thôi thôi bỏ qua chân này. Ờ, các chị ơi lên mã này cho em nhá. À, con chân 16 thì mình có. Lấy con chân 6 đây. Đẹp như này. Một con sơ mi lưới tiếp tục hàng Quảng Châu. Thân của nó sẽ là co giãn như như những cái em trước em mặc đấy ạ. Nhưng mà nó là hoa văn khác. Và nó cũng ép đá như thế. Các chị ơi nhìn hộ em này. Rất là sang luôn, đá đổi màu. Lên chuẩn mã cho em đan mã này là sơ mi mã 551 ạ. 551. Sơ mi mã 551 và mình lên số điện thoại là em nhận đơn. Sơ mi mã 551, cách số điện thoại là em nhận đơn các chị. Mẫu này em đang bán cho các chị là 220.000 và size em nhận đơn cho các chị từ 44-45 cân đến 65-66 cân là em nhận đơn. 65-66 cân co giãn 4 chiều thun lưới 2 lớp hàng Quảng Châu ép đá. Được không ạ? Chị nào lấy mẫu này comment là sơ mi mã. Sơ mi 551 ạ. 551 các chị ơi. Sơ mi mã 551, cách số điện thoại. Mặc lên quá là sang luôn ạ.
chân váy mã 17.000 cho em này, để em qua mẫu này. Chị nào thích mã này thì comment là CV17 nhá. Chân váy từ nãy giờ em mặc với rất là nhiều sơ mi đẹp. CV17 màu nâu, nhìn giúp em là dáng A này. Đấy, đẹp không các chị? Quá là xinh luôn. Dáng A. Đấy, màu nâu này các chị thấy không? Rất là dễ mix. Kể cả em mix lên với cái áo của em đang mặc trên người cũng quá là đẹp. Quá là đẹp luôn. CV17, 67 cân đổ lại. Em đang bán các chị là 170. Đấy, comment là CV17 nâu hoặc là CV17 đen. Em sang tiếp cho các chị một con chân váy ôm hơn một tí nữa. Nhiều còn con chạy cái kia kìa. Nó cũng nhiều đau đầu quá. Có gì đấy, có sẵn rồi mà. Có con mình là đến 7. Mày thích vỗ như thế không? Dậy. Mày nhìn với cái thái độ vậy như thế xong mày vỗ một phát như thế này. Đẹp không? Các chị ơi, em này thì nó quá xuất sắc. Chân này của nó là chân ôm hơn đấy nhá. Đây này, chị rất là nhiều chị hỏi em cái chân mà ôm hơn. Ôm hơn thì mình lấy mẫu này, còn đại đa số từ nãy giờ em like nó là dáng A. Chân này của nó thì không không xẻ sau. Chân này không xẻ sau. Các chị ơi, không cần mặc dơ. Đẹp không ạ? Chân này của nó thì xẻ một tí ở đằng trước như này. Cúc này của nó cúc trang trí sẵn, khuy trang trí sẵn. Mix với sơ mi, mix với áo rất là đẹp luôn và tôn dáng. Nếu mà chị nào thích bó hơn thì chị lấy mẫu này, 6566 cân đổ lại em nhận đơn. Chân váy lên đơn là mã hàng là CV6. Bao nhiêu tiền em? 195. 195.000 cái chân váy. Công sở đẹp. Chị nào lấy mẫu này các chị comment là CV6 là mình mua chân váy giúp em. CV6 chốt chân váy các chị đẹp nhá. CV6 và mình để lại số điện thoại. Đẹp ơi là đẹp luôn con này này. Chân của nó sẽ là gì nhỉ? Nó kiểu như là hơi ôm ôm đấy. Hơi ôm ôm nhưng mà nó co giãn nhẹ. Bao sang và bao tôn dáng các chị luôn. Chị ơi em có những con áo dư nhỉ? Cái giữ nhiệt trơn này, rất là nhiều chị mà thích áo kiểu như là giữ nhiệt không thích là kiểu hoa văn, các chị lấy giữ nhiệt này. Hàng của nó hàng đẹp đấy, em thấy đẹp nhưng mà thật sự là nó bé. Có thể các chị mua những cái mẫu này cho con, các chị mặc đẹp. Hoặc chị nào nhỏ nhỏ xinh xinh tầm khoảng 56 cân, 55 cân đổ lại. 30 cân đến 55 cân. Con này hàng đẹp đấy, tôi em lấy vào 130.000 thì em bán cho các chị 130 nhá. Em còn chưa bán lần nào đâu. Màu đỏ này. Túi của nó sẽ như này này các chị này. Nguyên con nhà em để mặc thôi các chị ạ. Tại vì nó nhỏ nhỏ xinh xinh mà nó co giãn. Nó là chiếc tăm tăm này. Co giãn. Đẹp lắm, nhiệt. Cái này các chị comment là nhiệt gì ạ? Chị vừa bảo 130 phải không? Nhiệt 130 cho em. Nhiệt 130 trong màu vàng. Các chị có thể mua cho con các chị cũng được. Hoặc các chị có thể mặc đẹp. Đấy, em cũng thích trơn trơn như này nhưng mà về thì size nó bé quá, thành ra là em không muốn bán nữa. Em không nhập nữa. Đấy, em lấy vào 130 thì các chị kèm đơn luôn nhá. Đỏ của nó sẽ là đỏ đô đậm đậm với cả màu đen với cả màu vàng. Các chị comment là nhiệt 130 và để lại số điện thoại để em nhận đơn. Thích lắm luôn đấy các chị ạ. Thích lắm. Ví dụ lúc đầu em lấy buôn em định bán đấy nhưng mà vì sao là nhập xong thì thấy nó bé mà khách nhà em thì toàn khách to. Thế nên là chị nào có thể mua cho con hoặc mình có thể vừa để các chị mặc. Nói chung là cứ từ 30 cân đến khoảng 30 cân là con các chị học lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7 gì đấy. Nói chung là lớp 8, lớp 10, lớp 12 hoặc các chị nhỏ nhỏ. Nói chung là nếu em mặc vừa thì em vẫn mặc vừa nhưng nó sẽ bị lộ lộ người đấy. Tại vì là em mặc nó sẽ bị sát đấy. Đẹp lắm. Nhiệt nhá. Nhiệt 130 của em và mình để số điện thoại. Chân váy này thì còn ít thôi chị ơi. Chân váy này mình lên đơn mã là CV6 và để lại số điện thoại. Sơ mi lên đơn mã là sơ mi mã. 551 các chị ơi. Sơ mi mã 551. Chân váy là 195.000. Chân váy CV6 là 195. Size em nhận đơn đến tầm 65 cân đổ lại là các chị có size vừa. Ok chưa ạ? 65 cân đổ lại là các chị có size vừa. Lên chị con áo su với chân váy kẻ. Đây là size gì? Không còn đưa chị con áo đây đó. Đây, em lên tiếp tục cho các chị một cái mã áo nữa rất là đẹp luôn. Kéo lên thử đi, không nó hỏng đi.
Đúng rồi chị, con chân này khác một tí rồi. Ai nào? Con 10 hả? Con 37 làm gì còn? Đen không? Dơ cái con chân đấy. Đây. Và cứ quen sơ vin nhỉ. Cứ quen sơ vin các chị ơi, con áo này thì không cần phải sơ vin. Con áo này không phải sơ vin, các chị chốt luôn vào ngay. Em thề luôn là nó xinh lắm ấy. Đẹp bớt là đẹp luôn, lên set liền luôn. Nó lên set luôn như này, áo của nó sẽ là dáng cỡ nó tốt như này nha các chị nhá. Không cần sơ vin mà nó vừa phần vào võng lưng của các chị luôn. Khóa kéo đằng sau lưng. Đấy, khóa kéo sau lưng. Cho chị mượn con áo màu này, màu trắng. Trời ơi, con áo này bao tiền? 170.000 một áo, chết không phải lo. Các chị này, mặc gọi là quá đẹp. Đây, nhìn hộ em cái phần khóa đằng sau đó nhá. Nhìn hộ em này, khóa kéo đằng sau lưng. Hàng của nó có size từ 40 cân, từ 38 cân đến 62 cân lẻ miễn đôi các chị. Có 2X đúng không? 62 cân rồi đúng không? 62 cân. Các chị ơi, lên mã cho em là áo su và để lại số điện thoại lên nhận đơn. Mà áo lên đơn là áo su các chị đẹp nhá. Chất của nó thì không phải lo rồi. Mix với chân váy thì lên set liền luôn để mình không phải sơ vin. Nhớ là thân áo của nó chỉ như này thôi này. Chứ nó không dài đâu nhá. Còn đến nơi mà các chị đòi dài nó không dài đâu. Bởi vì dáng này của em đang là dáng crop top. Đấy, dáng crop top ấy ạ. Đấy các chị ơi, nhìn hộ em mà sau này. Cực kỳ là gọn luôn. Rất là gọn. Mã lên đơn là áo su và mình để lại số điện thoại. Không xinh không đẹp em không lấy tiền. Đối với em này các chị mix với chân váy gì cũng đẹp. Chân váy như của em cũng được. Chân váy em mặc là chân váy 36 vừa nãy các chị mua đây này. Chân váy 36 hoặc là các chị mix với những cái chân váy mà xếp ly dáng dài. Xếp ly cũng đẹp, dáng dài dáng lỡ đều ok nhá. Màu trắng của áo su. Đấy, áo su cho em Lan là màu đen, hai màu trắng đen thôi. Chân váy này mix lên thì gọi là quá là đẹp luôn các chị ạ. Chân váy dập ly đây, bao nhiêu chị hỏi chân dập ly thì các chị lấy mẫu này đi. Chân này cũng khóa kéo ra sau lưng. Hầu như những cái chân váy của nhà em là kéo khóa kéo ra sau lưng hết. Chân váy này của em là chân váy dập ly mà nó là dáng lỡ lỡ đến giữa bắp chân giống như dáng của em đang mặc đấy. Chân váy này là mã gì em nhỉ? Chân váy 20 ạ. Chân váy mã 20. Chân váy 20 và để lại CV 20. 220.000. Dập ly gọi là đều răm rắp luôn. CV 20 mình nhìn cho em tông nâu cho nó dễ nhìn. Chân váy này thì em đang bán là 220 chân dập ly. Giặt không bao giờ lo mất ly đâu, chất nó đanh chất lắm luôn. Đấy, em có màu nâu với cả màu đen các chị mình nhá. Chị nào lấy mẫu này các chị comment chân váy dập ly này là tay em đang cầm là CV20 là mã chân váy này. CV20 màu đen và CV20 màu nâu. 220.000. Size em nhận đơn từ 43-44 cân đến khoảng tầm 60-61 cân. 60-61 cân thôi. Các chị đẹp nhá. Đai của nó sẽ là đai liền. Chân váy mã này các chị lên đơn cho em là CV20 và để lại số điện thoại là chân dập ly. Đối với em này đưa cho chị mượn cái con chân váy mà dáng dài. Mình đang có hàng là còn con nào? Mấy con chân váy dáng dài con máy. Con này vậy. Con này. Thế. Con dập ly này các chị mặc lên dáng dài này cũng đẹp lắm. Các chị nhá. Dập ly dáng dài này các chị lên đẹp, xinh cực kỳ là xinh. Ví dụ như là các chị có thể mix những cái dáng áo này với những cái em chân váy mà nó dài đến giữa, đến gọi là bắp chân ấy. À đến gọi là gót chân của các chị ấy. Đấy các chị này. Những em này thì mình không cần phải sơ vin nữa. Nó lên đẹp lắm. Nó che giấu hết cái phần mà cạp như này nhá. Đây này. Ôi đẹp, ôi là đẹp luôn. Các chị cứ mặc thử cho em là các chị thích luôn. Đấy, form nó lên đẹp. Đấy, màu nâu này. Hôm nay em có like đồ bộ vào đá không? Tí đi, chờ em tí em like đá bây giờ nhá. Chờ em tí em like ít đá bây giờ. Chờ em tí em like ít đá nhá. Mã này chị nào lấy các chị lên đơn là chân váy dáng dài dập ly này. Các chị lên đơn là CV50. Là 180.000 hàng Quảng Châu. Mã chân váy dài em đang cầm là CV50 ạ. Trời ơi, lên dáng đẹp như này mà các chị. Mặc với con áo su này, các chị nào mà chưa có áo su phải chốt ngay em này. Chốt ngay vào luôn. Áo su và để lại số điện thoại là em nhận đơn.
chân váy này màu nâu và màu đen là em có là gì ạ? Là mã chân váy 50. Mã hàng lên đâu là CV50 và mình để lại số điện thoại 180.000 chị ơi, 180.000 chốt CV50. Màu gì nhỉ? Màu nâu. CV50 cho em là màu đen này. Full size 70 cân vẫn vừa. 70 cân vẫn vừa. Em đang thấy mặc con áo này gọn quá, em không muốn tay ra đây này chị này. Đẹp rất là đẹp luôn. Xinh quá. Áo su và để lại số điện thoại 170. Áo su màu trắng hoặc là mình lên áo su màu đen cho chị con áo như kia nữa này. Con kia. Rồi, ok em qua luôn mã này các chị này. Em qua luôn mã. Con áo đá đây chị ơi. Quên mấy cũng đeo đá chị lại quên luôn ấy. Kiếm cái chân máy nào để mặc cùng luôn. Con mặc luôn con chân này cho nhanh. Đây có cả chân nhung luôn đây. Cái áo này chất liệu là áo nhung. Áo em đang mặc là chất liệu là nhung các chị đẹp nhá. Nhung. Em có màu đen với cả là em có màu trắng. Dáng của nó cũng giống cái con áo su vừa sau. Nhưng mà chất liệu của áo nó sẽ là nhung. Xinh ơi là xinh và dễ mix đồ. Size đến tầm 60. Mấy cân em? Phải không? Có mã này và mã này mình sẽ viết bằng bút bi. Mã lên đây là siêu đẹp và để lại số điện thoại. Màu đỏ này của nó như là đỏ cánh hoa hồng nhung. Cái chất liệu của áo nó là nhung rồi. Mà là màu này của nó chỉ là đỏ như cánh hoa hồng nhung thôi các chị. Và màu đen. Cổ của nó sẽ đào đắp ren như này. Tầm 63 cân đổ lại để em nhận đơn các chị. À 65 cân. 65 cân đổ lại để em nhận đơn các chị nhá. Mẫu này lên đơn áo lên đơn là siêu đẹp. Và để lại số điện thoại để em chốt đơn. Mà áo lên đơn là siêu đẹp chị ơi. Xinh cực kỳ luôn ạ. Bao tiền em? 190.000 ạ. 190.000. 190. Màu đỏ và 190 màu đen của mã. Siêu đẹp. Siêu đẹp. Em cho chị mượn con áo chân váy nhung A. Con chân váy nhung A. Nếu mà các chị thích kết hợp với một set nhung, các chị có thể kết hợp với con chân váy A này cho em. Chân váy A còn đây là chân váy xòe rồi đây. Đây nhá các chị ơi. Chân này của em Lan có màu nâu, màu bò với cả màu đen. Đây là chất liệu là vải nhung này. Chân nhung ạ. Dáng A. Nó đơn giản nhưng mà lên đẹp lắm, lên dáng chân váy đẹp. Mặc cái chân váy này không cần phải không phải là mặc nguyên mấy áo nhung này đâu nhá. Mặc với nhiều áo kể cả các chị lên với áo đá rất là xinh. Lên với áo đá bây giờ em lên luôn con áo đá cho các chị xem. Mặc luôn chân váy nhung này với em áo đá nhá. Chân váy em đang mặc là chân váy mã 36. Đây các chị ơi. Đẹp không ạ? Chân váy này nó là dáng A của chân váy nhung. Màu đen với cả là màu bò. Giá là bao nhiêu tiền nhỉ? Chân váy 201 ạ. 210.000. Lên mã CV. Chân váy 914 ạ. Chân váy mã 914 màu bò. Mã chân váy lên đây là chân váy 914 màu bò này. Dáng nó sẽ là dáng A. 914 em đang có màu đen. 67 cân đổ lại. 210.000. 210.000 một cái chân váy nhung. Còn đây có một cái chân váy xòe thì như này này chị này. Chân váy xòe của chân của nhung thì em có chân đắp ren này của mã là 913. Chân váy 913 dáng xòe hơn mà nó dài hơn dáng A. Thì chân của nó đắp ren và nó lại có túi. Đấy, màu nâu tây của chân váy 913. 913 em có màu vàng bò. Đấy, chân váy 913 em đang có đen. Con này lên đẹp lắm luôn. Nếu mà lên cái chân xòe này lên xinh cực kỳ luôn ạ. Chân váy này là chân váy 913 này là 220.000. 230.000. Đấy, màu đen. Màu đỏ đô. Màu đen. À quên màu đỏ đỏ kiểu như là đỏ cánh hồng nhung ấy. Lên like là màu này bị đỏ hơn bên ngoài một tí thôi. Ở ngoài nó đẹp cực kỳ luôn. Chân váy mã 913. 3. Bao tiền? 230.000 ạ. 230 các chị nhá. Size 67 cân đổ lại để em nhận đơn. Đẹp cực kỳ luôn. Mà áo em đang mặc trên người các chị comment là áo siêu đẹp. Chân váy này chân váy mã 36 này.
Chân váy mã 36 em lên thử có chân nhung A cho chị đi. Mã bông nhung A cho chị đi. Nhung A này xong là mặc thử với mặc thử với con áo đá, mặc lên một cái mã áo đá này cực kỳ đẹp luôn chị ạ. Em lên cho các chị một con áo đá cực kỳ xinh luôn. Đấy, chờ tí nhá các chị ơi, nhìn này. Lên mẫu này của em Lan nhá, chân váy A đây em vừa bảo đây này. Chân váy này là chân váy mã 914 ạ. 14914 nhung. Nếu các chị thích cả set nhung thì các chị lấy luôn con áo siêu đẹp này, con áo siêu đẹp màu đen với lại chân váy nhung mã 914 này luôn, là lên một set đen luôn này này, cực kỳ đẹp. Đấy, không cần sơ vin, đây là em mặc màu đỏ của mã siêu đẹp, em không muốn tay ra tay vào nhiều. Em này thì nó sẽ là khóa kéo đằng sau giống con áo su ấy chị ạ. Đấy, giống con áo su nhá, nó kéo khóa đây này, rất là dễ thôi. Đấy, nó rất là ôm cái vòng lưng của mình luôn, khít luôn ạ. Đây, và em lên màu đỏ. Đấy, các chị lên mã cho em Lan là áo siêu đẹp kèm số điện thoại để em nhận đơn. Siêu đẹp cách số điện thoại, em sẽ sai cho các chị một con áo đá mà có gì à, có hai màu đẹp luôn. Chân váy nhung này là của em là dáng A này là 201 à? 201. Dáng xòe của nó là 203. Chỗ này em để vào gọn này, không có nào lại quên mẫu nhá. Ô nhà tao chị kia một con một con áo đá kia nữa. Con áo đá mà của thấp thấp kìa. Kìa, con của đồ kìa. Đẹp ơi là đẹp luôn. Đá cốt tông vàng Quảng Châu. Em đang mix luôn có chân váy nhung luôn. Thân áo của em Lan đang mặc thì làm nó là thân cốt tông. Và toàn bộ những cái phần chỉ này này chị này, nó là khâu bằng chỉ cước. Đấy, khâu bằng chỉ cước hết rồi. Các chị yên tâm luôn. Chị cảm giác là con áo qua chị nhìn thấy nó không phải là cái mẫu này ở đấy. Nó có hai cái tay. Chị ơi đẹp quá rồi. Co giãn 4 chiều. Em này có 2X không? XL ạ. 62, 63 cân đủ lại là em nhận đơn. 63 cân đủ là em này vừa làm giữ nhiệt được, vừa làm áo kiểu gọi là quá là đẹp luôn. Chị nào lấy áo này các chị comment là đá mã. Đá 575 ạ. Đá mã 575 màu trắng và đá 575 màu đen. Các chị lên em này đi, xinh ơi là xinh luôn. Của nó sẽ là co giãn 4 chiều và chất cực kỳ mát rồi. Màu đen này các chị này và màu trắng. 185 phải không? 185.000 chất đẹp lắm luôn là đẹp các chị ạ. Hàng Quảng Châu nhá, tay lưới tim. Không nhặn, không ngứa và không rơi, không rụng. Toàn bộ phần này khâu chỉ cước hết này. Đấy, phần ngược cái này các chị này. Em đang có màu trắng và có màu đen. Hàng co giãn và có size. Đến 63 cân. Thực ra là 65 cân các chị vẫn mon trên được. Thế nhưng mà em muốn chốt kiểu như là cho các chị mình. Em căn kiểu như là cho các chị rộng rãi thoải mái. Đấy, thoải mái nhá. Chị nào lấy mẫu này các chị comment là đá mã 575 ạ. 575 và đình lên số điện thoại là em nhận đơn. Đá 575 cách số điện thoại là em nhận đơn các chị. Chị nhìn thấy cái mạng chị không muốn bán hàng tí nào luôn. Nó cứ giật kiểu gì xong view tụt dã man. Đá mã 575 cách số điện thoại là em nhận đơn các chị. Màu trắng và tông màu đen. Em này mặc giữ nhiệt cũng được, mặc làm áo kiểu quá là đẹp luôn các chị ơi. Đá 575 vào mình lên số điện thoại. Size này em nhận đơn đến tầm 63 cân. 63 cân. Chị nào thích lắm thì 65 cân em vẫn chốt rồi nhá. Như vậy thích lắm cơ. Xinh ơi là xinh luôn ạ. À. Thân áo rất là vừa luôn. Đẹp quá. Có mã giữ nhiệt này là mã gọi là gì à? Còn số lượng. Còn số lượng là bị sót. Cho chị một con đá đi vẫn. Con đá này tay ren đẹp quá. Các chị nhà em ơi. Xinh không? Con này phong to đúng không? Còn size gì?
Đẹp quá, M đến XL là tầm 65 cân thôi này, vẫn vừa. Đây, ví dụ như là một em áo đá, các chị có thể mặc giữ nhiệt hoặc có thể làm áo kiểu như này giúp em luôn. Em đang mặc là chân váy nhung chị ơi, chân váy nhung dáng A. Chân váy nhung dáng A. Chị nhìn giúp em áo này này, đá của nó sẽ là đá đổi màu. Đẹp như này, sáng như pha lê luôn, tay của nó sẽ là tay ren. Thân của nó sẽ là thân cốt tông nhá các chị nhá. Không nhặn, không ngứa gì cả. Mỗi này em cho lên 65 cân cho các chị mặc đẹp. 195.000, lên đơn mã hàng là đá mã gì em? 662 ạ. Đá 662 và mình để lại số điện thoại. Đẹp không các chị ơi? Đá sáng ơi là sáng luôn mà ren nó mềm. Không bị nhặng, không ngứa gì. Form của nó sẽ là form rộng nhá. Mẫu này em chốt lên 65 cân các chị mặc đẹp. 65 cân cổ của nó cực kỳ xinh luôn ạ. Ví dụ như em này mà các chị có thể khoác áo vest ấy và cũng rất là xinh luôn. Các chị ạ, khoác vest vào phần hở cổ cũng rất là đẹp. Đấy. Mã áo các chị lên đơn là đá mã 662. Đá 662 và mình lên số điện thoại. Các chị đẹp của em ơi này. Ví dụ như là mặc vest đúng không? Mặc vest ở cổ đúng không? Đá 662 kèm số điện thoại lấy nhận đơn. Đẹp không ạ? Lên với chân váy, lên với áo vest. Chị nào lấy áo mặc trong thân cốt tông của hàng Quảng Châu. Đá 662 là chốt áo mặc trong giúp em 195.000. Đá mã 662 và để lại số điện thoại để em nhận đơn các chị nhá. Kết hợp với áo vest cực kỳ đẹp luôn. Cái con V1 này còn hàng không? Em đang chốt là còn hàng không đấy? Dạ, V1 còn mấy con? Lại ở đâu ra đây? M ở đâu ấy? Con này còn ít đúng không? Đâu? Con này là áo vest, mã này là lên đơn là V1. Em đang bán các chị là 250, nhưng mà bây giờ em đang phải chọn khách không còn số lượng nhiều. Các chị nhá, chọn khách không còn số lượng nhiều. Màu trắng này, chất thì có đẹp từ 250.000. À, chị đang mặc là tay dài. Mới có mấy ngày ăn cơm mà ngu thật. Chị ơi V4. V4 là áo vest giúp em là 260.000. 67 cân đổ lại để em nhận đơn các chị mình. Áo vest lên đơn là V4 màu đen. V4 em đang có màu đỏ đậm và V4 màu xanh than. 260.000 một áo. Mã hàng lên đơn là V4, V4 kèm số điện thoại áo vest 26, các chị không phải lo chất với form của áo vest đâu. Vest của nhà em quá là đỉnh. V4 than, than của nó là than đậm nhá. Áo vest này là có 250, các chị không phải là đi may gọi là tiền triệu một cái áo vest đâu. Mua luôn này cho em mặc luôn, xinh luôn, không phải lo gì. Đấy, xinh luôn. Mã lên đơn áo vest là V4 kèm số điện thoại là em nhận được các chị. V4 ok chưa? 260, size 67 cân là em nhận đơn. Size đến 67, 68 cân đủ lại thì tùy chiều cao các chị mặc vừa. Có những chị mà cao cao vừa vừa ấy. À, có những chị mà cao ấy thì 70 cân vẫn vừa đấy. Rồi ok chị ơi, cứ mua mã nào chị để lại mã hàng với để lại số điện thoại đi. Nhân viên thì em sẽ gọi điện để tư vấn lại size số, xem là cái gì vừa với mình và cái gì còn. Thì là nhà em sẽ đi đơn các chị nhá. Nhà em sẽ đi đơn. Đấy, ví dụ như các chị đặt mà nó bị hết mã nào thì thôi mình thông cảm, mình đặt mã sau giúp em. Đấy các chị nhá. Màu đỏ này, V4 em đang có màu đen. Nhận hàng kiểm tra hàng của em chị ơi, không phải lo gì. Và than em đang mặc đây, than của nó là than đậm ấy, các chị mặc rất là dễ. Các chị ơi nhà em nghỉ đã nhá, mạng nó rất là kém luôn ấy. Mạng nó rất là kém luôn cho nên em nghỉ đã. Hẹn gặp lại các chị vào buổi livestream sau nhá. Bye bye tất cả các chị nhá. Nhà em nghỉ đã. Mạng nó kém quá, em chẳng nhìn thấy có gì luôn ấy. Chẳng đọc được cái này.